Hello các bác nhé, ngày nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về một lô hàng rất chất lượng để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng của nhé. Đó, hàng về số lượng. Đầu tiên lên cho bác đó là cái bút thử điện nhé, bút thử điện hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Bút này thì bên em lên tên nó là bút thông mạch các bác nhé. Đây, bút thông mạch này. Đấy, chạm vào nó sẽ sáng như này. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, đấy các bác trông thấy không? Bò cho vào nước thoải mái luôn nhá, cho nước thoải mái luôn các bác này. Đó, cho nước thoải mái luôn các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đây. Bút như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc nhá, 30.000 một chiếc như này. Đấy, bác nào lấy combo từ 2 chiếc trở lên thì bên em tính cho bác giá 50.000 cho 2 chiếc như này các bác nhá. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, thì đây nó sẽ là một cái dòng bút thông mạch nhá. Bút thông mạch này. Đấy, các bác chạm như này là nó sẽ lên này. Đấy thì các bác có thể dùng để mình đo điện này. Đấy các bác ơi, rất là ngon luôn nhá. Đấy. Đấy thông mạch nhá, tức là có nước vào thì nó sẽ thông mạch và nó sẽ sáng qua đây. Đấy. Bác thấy không? Nước thì nó dẫn điện mà. Đó, rất là ngon lành luôn. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k cho một con bút thông mạch như này nhá. Bút thông mạch giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc này. Đó, hàng rất chất lượng để phục vụ các bác luôn. 30k cho một chiếc như này. Lên mã giúp cho là bút thông mạch nhá. Giá của nó sẽ là 30.000. Các bác nào lấy từ 2 cái trở lên thì giá sẽ là 50k. Đó. Lên cho là bút thông mạch này. Bút thông mạch nha. Đó. Bút thông mạch giá của nó sẽ là 30k trên một cái. Đấy, còn là trên một chiếc nhá. Đấy, còn lấy hai cái thì sẽ là 50k nhá. Hai cái thì sẽ là 50.000 cho hai chiếc này. Đó, rất chất lượng và giá cực tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái hộp mũi khoan đỏ nhá. Các bác lên tiền là hộp mũi khoan đỏ, hộp nó sẽ là màu đỏ như này. Đấy, hàng cũng là của thương hiệu Unica Japan này. Đấy, Unica Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, của thương hiệu Unica nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi khoan đa năng như này. Đấy, 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tarogen nhá. 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tarogen như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đây. Đấy, thì đây nó sẽ là dòng mũi khoan tháp này. Thép của nó sẽ là thép gió mạ titan nhá. Thép gió mạ titan, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là mũi từ 4 nhá. Đều là mũi 4 hết. Đầu tiên là mũi 4 đến mũi nhỏ nhất là 4 đến 12 này, mũi to nhất là 4 đến 32 này, mà mũi nhỡ là 4 đến 20 này, và ba mũi tarogen cho các bác nhá. Ba mũi tarogen như này. Đó thì sẽ rất là ok cho các bác cho một cái combo như này. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Hộp mũi khoan đỏ nó sẽ là hộp màu đỏ như này. Hộp mũi khoan đỏ này, đó. Hộp mũi khoan đỏ, hộp mũi khoan này. Hộp mũi khoan đỏ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110k nhá. 110.000 cho một hộp như này. Hàng của thương hiệu Unica Japan này, đó Unica Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, Unica Japan thôi nhá, Unica Japan. Giá thì chỉ có 110k thôi. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Giá sẽ là 110.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lục giác nhá. Đây. Cái bộ lục giác rất là tuyệt vời luôn, bên shop về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Hàng này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, lên cho em là bộ lục giác này. Hàng của nội địa Nhật này, hàng của thương hiệu Tajima nhé, Tajima made in Japan nhé, đấy, Tajima made in Japan như này. Đấy, bộ này là nó sẽ là bộ lục giác 7 màu, lên cho em là bộ lục giác 7 màu nhé, hàng của Tajima này, đấy, Tajima made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90 cành thôi. Lên cho em là bộ lục giác 7 màu nhé, bộ lục giác này, đó, bộ lục giác 7 màu nhé, bộ lục giác 7 màu, giá của nó sẽ là 90k nhé, 90k cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Giá của nó chỉ có 90.000 thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9 chi tiết như này nhá. 9 chi tiết như này, rất là đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó, 9 đầu các bác nhá, 9 đầu như này. Nó sẽ có cho các bác là 1/5, 2, 2/5, 3, 4, 5 này. Đấy, rồi đây sẽ là 6/8/10. Đấy, 6/8/10. Bộ lục giác 7 màu đẹp miễn chê luôn nhá. Hàng thì đầu của nó một bên là đầu bi, một bên là đầu lục giác như này. Hàng cao cấp cho các bác luôn. Tajima made in Japan. Chữ khắc nổi luôn nhá, chữ khắc nổi luôn. Hàng thương hiệu Tajima made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bộ lục giác 7 màu như này nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là một bộ như này. Giá chỉ có cho các bác là 90 cành thôi nhá. 90 cành cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Lên trên là bộ lục giác 7 màu nhá. Đấy, bộ lục giác 7 màu. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô kéo cắt gà nhá. Kéo cắt gà hàng của Đức. Hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Đây. Made in Germany bên này. Đó, made in Germany. Hàng của Đức, thương hiệu Winling hay người, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó.
lên mã giúp cho anh em là kéo cắt gà nhé. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k. Đấy, lên cho em là kéo gà Đức nhé, kéo gà Đức này, giá của nó sẽ là 90k nhé, 90 cành cho một con kéo gà Đức như này. Đấy, giá của nó sẽ là 90.000. Con này thì hàng cực kỳ là ngon luôn, hàng ngon, dày dẫn chắc chắn ngon lành cho bác luôn, hàng made in Japan nhé, made in Japan này, đó, made in Japan, hàng ngon lành, dày dẫn chắc chắn và rất là chất lượng cho bác nhé, rất chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu hợp lý luôn nhé, chỉ có 90.000 cho một con kéo gà như này. Hàng này nó sẽ là hàng đa di năng nhé. Các bác thứ nhất là cái phần hõm này các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn, cắt nem này. Thứ hai là các bác có thể dùng cái phần này để đánh vảy cá này, đánh vảy cá này. Thứ ba là các bác có thể dùng cái này để kẹp cua ghẹ này. Con gà 2, 3, 4 cân đều cắt ngon hết nhé, cắt rất là ngon luôn các này. Đấy, ngoạn vào là mình có con gà là mình cắt thôi, không cần phải dùng thớt nữa, mất vệ sinh. Đấy, hàng của thương hiệu Winling nhé, Winling của Đức hay hình người đây, made in Germany các này. Đó, đây, made in Germany, đó, chữ khắc chìm luôn nhá, made in Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, lên mã giúp cho em là kéo cắt gà Đức nhá, kéo gà Đức, giá của nó sẽ là 90k trong con kéo gà Đức như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái lô bơm 2T nhá, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn và giá thì rất là tốt nhá. Đấy, bơm 2T, hàng nội địa của Nhật, một con bơm chất lượng như này. Đấy, một con bơm cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, hàng của Nhật nhá, made in Japan con này, nó made in Japan, hàng nội địa của Nhật, hàng của thương hiệu Santalay. Ở đây thì nó sẽ là một con bơm như này, kèm thêm cho các bác là các cái đầu bơm nhá, các đầu bơm như này. Các bác có thể dùng để bơm phao, bơm bóng, rồi bơm các loại đều được hết nhá, bơm xe đạp, xe máy, ô tô đều được hết. Đấy, bơm thì rất là đẫy hơi luôn, hàng thương hiệu Santalay Japan các bác này, nó Santalay, made in Japan cho bác luôn, made in Japan, chữ khắc chìm trên thân bơm luôn, hàng chất lượng cho các bác nhá. Bơm 2T, sơn tĩnh điện như này. Đấy, sơn tĩnh điện như này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, khung xương sơn tĩnh điện dày dẫn chắc chắn, xi lanh bằng inox như này, các bác có thể bơm phao, bơm bóng, bơm hơi, bơm được hết nhá. Đấy, các bác có thể dùng để con này thì dung tích của nó là lên tới 10 cân nhá, các bác có thể bơm được 10 cân luôn. Đây con này, đấy. Các bác xem đây, em giữ tay không mà cái lượng bơm nó đã lên 2 cân thì em bỏ ra này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Đây các bác nhá. Đấy, giữ tay không lên 3 cân. Đấy, các bác thấy không? Đây, thì một con bơm như này các bác lên cho em là bơm 2T nhá, bơm 2T. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là lên cho em là bơm 2T này. Đó. Bơm 2T giá của nó sẽ là 240k nhá. Và bao ship tận nhà cho bác luôn. 240.000 và bao ship tận nhà. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái dao dọc giấy quá nhá, dao dọc giấy đây. Đấy, hàng về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn, một con dao dọc giấy như này, bên ngoài của nó thì là bằng cao su non và bên trong thì là nhựa cứng nhá. Đấy, một dao kèm một lưỡi như này, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15k trên một cây như này nhá, 15k trên một cây như này. Đấy, còn bác nào mua từ 3 cây trở lên thì bên em tính cho bác cái giá là 40.000 nhá. Đấy, mua từ 3 cây trở lên thì sẽ tính cho bác cái giá là 10.000 một cây thôi. Đó, mua lẻ là 15.000, còn mua từ 3 cây trở lên thì giá sẽ là 10k một cây nhá. Đấy, 3 cây thì sẽ là 30.000. Đấy, thì các bác nên mua từ 3 cây trở lên, 3 cây là 30.000, còn mua lẻ thì sẽ là 15.000 cho một cây như này. Lên cho em là dao dọc giấy nhá, dao dọc giấy hàng bãi Nhật, cực kỳ là đẹp và chất lượng cho bác luôn, giá thì chỉ có 15k một cây này thôi. 15k trên cây này. Đấy, còn mua từ 3 cây trở lên tính cho bác với giá là 10k nhá, 10k một cây này thôi. Đấy, dao dọc giấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bình xịt nhớt các nhá, bình xịt nhớt bên shop về số lượng và cũng bán cho bác giá chỉ có 40.000 cho một con bình như này thôi. Con này có thể ngoắt nghéo này, ngoắt nghéo đảo chiều rồi đưa vào các vị trí khó đều ok hết nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho một con bình xịt nhớt như này. Các bác có thể dùng để tra dầu, tra nhớt rồi nói chung là làm các công việc đều ok hết. Giá của nó sẽ là 40k cho một con bình xịt nhớt như này nhá. Bên mã cho là bình xịt nhớt, giá của nó sẽ là 40.000. 40.000 cho một con bình xịt nhớt như này. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác nhá. Nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục quay lại để gửi tới các bác các mã hàng bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và các bác cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng không nhận hàng nhé. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi về chờ đợi lâu. Sản phẩm đầu tiên đó là nay shop tiếp tục về cho các bác cái lô băng keo dính hàng nội địa của Nhật nhá. Đây, made in Japan luôn các bác này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Đấy, thì cái này bên shop sẽ bán theo cân, một cân của nó sẽ là 80.000 cho một cân nhá. Đấy, một cân sẽ là 80.000 một cân. Còn các bác mua lẻ thì bên shop sẽ bán cho các bác là 10.000 một quận này. Đấy. Một quận này thì nó sẽ là 10k cho một quận như này, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Hàng này thì siêu dai siêu dính các bác nhá, siêu dai siêu dính, hàng bãi Nhật cho nên là nó hơi bị quăng keo các thứ nó là bình thường các bác nhá. Vấn đề của nó là băng keo xịn. Đấy, nó mỏng, dai và bám dính rất là tốt luôn. Đây các bác này, test cái độ dai cho bác xem này. Rất dai luôn nhá. Rất dai, rất mỏng và độ dính của nó thì khỏi phải bàn rồi, rất dính luôn. Đó. Và các bác dùng nó không bị chảy nhá, nó không bị chảy. Hàng nội địa của Nhật, hàng made in Japan các bác nhá. Đó, đây made in Japan con này. Đây.
hàng nội địa của Nhật, made in Japan cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái quận băng keo như này giá là 10k nhá. Đấy. Lên cho em là băng dính điện nha, băng dính điện 10k một quận như này. Đó, còn mua cân thì nó sẽ là 80k nhá. 80.000 trên 1 kg nhá. Đấy, còn mua nửa cân thì giá sẽ là 50.000. Nửa cân là 50.000, còn mua lẻ thì sẽ là 80.000 một cân. Hàng siêu dai, siêu dính cho bác luôn. Hàng nội địa của Nhật cho các bác. Đấy, rất xịn sò và chất lượng cho bác luôn. Đây, made in Japan con này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật luôn. Rồi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái thùng đồ nghề hàng của Đức nhá, hàng của Đức này. Đấy, chất lượng cho bác luôn. Đây. Để em sẽ test sản phẩm cho bác xem luôn nhá. Đây, người em là 70 cân các bác. Đây. Người em 70 cân. Đấy. Em thấy trên giẫm đạp thoải mái luôn. Chắc chắn luôn các nhá. Đấy. Rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Hàng thì cực kỳ chất lượng, dày dẫn chắc chắn. À, kích thước của nó sẽ là 42, chiều rộng là 42, chiều cao là 20. À, chiều dài là 42, cao 20, rộng 20. Đấy. Mở ra mở vào này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái ngăn to này, một ngăn to này, một ngăn to này và hai ngăn nhỏ hai bên, tức là tổng của nó sẽ là có 5 ngăn. Đó. Cánh thì có thể ập ra ập vào như này. Ập ra vào này rất là tiện luôn. Đấy, kích thước của nó sẽ là 42 đấy, nhân 20 nhá, dài rộng và cao. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 480 cành nhá. 480k trong cái thùng đồ nghề như này. Đấy, 480.000. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Đây, quai sách qua đây. Đấy. Hàng của thương hiệu Matador nhá. Đây. Matador made in Germany này. Đó. Chữ khắc chìm luôn, Matador made in Germany. Đấy, hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cái khóa như này để cho các bác có thể khóa vào này. Đây. Đai điếc của nó này, rất dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đó. Một con thùng đồ nghề rất chất lượng này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đai điếc quai kiếp cực kỳ chắc chắn luôn. Đây. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy. Sách ra xin vào cực kỳ là ngon luôn, rất êm ái nhẹ nhàng nhá. Rất là ngon luôn và giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là thùng đồ nghề nhá. Giá là 480.000. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tất 10 đôi nhá. Các bác lên cho em là tất 10 đôi. Thì bên em có hai mẫu, một mẫu là màu đen và một mẫu là màu trắng nhá. Mẫu màu đen và mẫu màu trắng như này. Hàng thì cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho bác luôn. Đấy, các bác lên cho em là tất 10 đen hoặc là tất 10 trắng nhá. Đấy, tất 10 đen này. Tất 10 đen này. Đấy. Hoặc là tất 10 trắng nhá. Đấy, tất 10 trắng. Giá thì đều là 90k nhá. 90k trên 10 đôi. Đấy, 90k trên một bịch 10 đôi như này. Bên em bán theo vỉ nhá, không bán lẻ nhá. Đấy. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đây. Đấy các bác này, đây. Tất của nó rất là dày dẫn chắc chắn. Một vỉ này của nó là 10 đôi luôn, tha hồ thoải mái các bác sử dụng. Hàng co giãn 4 chiều cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Bên em có hai màu, màu đen và màu trắng như này. Đấy, màu đen và màu trắng như này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Nên mã giúp cho em là tất 10 đen hoặc tất 10 trắng nhé. Đấy. Các bác mua như này là quá rẻ luôn, mua một vỉ như này là 90.000, 10 đôi dùng 1 năm luôn, dùng 1 năm mất có 90.000, quá rẻ luôn. Hàng của thương hiệu Nike nhá, hàng thương hiệu Nike của Nhật con này. Nike của Nhật, hàng đây, Nike này, thương hiệu Nike của Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã cho em là tất 10 nhá, giá sẽ là 90.000 cho một vỉ như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sạc bình ắc quy nhá, sạc bình ắc quy. Thì bên shop có hai mẫu, đó là mẫu 12V và mẫu 24V. Hàng này thì nó sẽ là hàng xuất đi các nước luôn, xuất đi cả châu Âu cả các nước luôn, nó xuất đi một phát là 24 nước luôn nhá, 24 nước các bác này. Đấy, hàng xuất đi các nước luôn. Đấy, Anh, Pháp, Mỹ rồi nói chung là Nga rồi Pháp rồi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Germany các bác này. Đấy. Germany này, hàng xuất đi các nước luôn. Thì con này thì nó sẽ là sạc bình 12V và công suất của nó sẽ là 4A nhá. Đấy, 4A. Đấy, bình 12V và 4A. Con này thì nó sẽ là sạc được bình 12V trở về nhá. Hàng của thương hiệu Foxer. Foxer thì nó là một thương hiệu nổi tiếng rồi. Đấy, Foxer là một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Xuất đi các nước luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ là sạc bình 12V. Đấy, lên cho em là sạc bình 12V nhá. Đấy, sạc bình này. Sạc bình 12V nhá, sạc bình 12V. Giá sẽ là 190k nhá, 190k cho sạc bình 12V như này. Ngoài ra thì bên shop có cái sạc bình 12-24, tức là con này thì đa di năng hơn, sạc được cả bình 12 cả bình 24. Tất cả hai con thì đều là hàng đa di năng nhá. Đấy, khử sun phát rồi chống đảo chiều rồi chống mất cực các kiểu con là điều luôn. Đó, một con sạc bình rất chất lượng như này, hàng xuất đi các nước luôn. Đó. Thì con này nó sẽ là 12-24 nhá, sạc bình 12-24. Đấy, một loại là sạc 12 còn một loại là sạc 12-24 nhá. Đây. Các bác lên cho em là sạc 12-24.
Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con sạc 12A24 này là sẽ là 290k nhá. Và bao ship nhá. Đấy, 290.000 và bao ship. 290k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Thì nó sẽ là có hai loại. Một loại là chuyên chỉ có sạc 12V, còn loại con to này thì sạc cả 12 cả 24 luôn. Sạc cả 12 cả 24. Giá thì sẽ là 290.000, con này là 190.000. Đó. Tiếp theo, bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, đuôi đèn cảm ứng. Đấy, khi có người đi qua thì nó sẽ sáng và người đi qua rồi thì nó sẽ tắt nhá. Đi đến thì nó sẽ sáng và đi qua thì nó sẽ tắt. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k trong cái đuôi đèn cảm ứng như này. Đấy. 90k các bác nhá. Đấy, lên trên là đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 90k. Về nhà các bác chỉ cần đấu điện vào này là xong và treo ở các cái vị trí nhá. Đấy, có người đến thì nó sẽ sáng và không có người đi qua thì nó sẽ tắt. Nó có chế độ là 15 giây, 45 giây và 5 phút nhá. Đây. Đấy, và có chế độ ban ngày, ban đêm hoặc là cả ngày cả đêm luôn. Đây. Đấy, nói chung là rất là tiện luôn. Con này thì dùng đa di năng, các bác có thể dùng để các cái vị trí mà mình nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet cũng được. Đấy, các bác chỉ vào 5-10 phút mình ra thì mình cứ ở trong đấy là nó sẽ sáng và mình đi ra nó tắt, khỏi vì bật công tắc mất thời gian mất công. Đấy, cứ có người đến thì sẽ là sáng và đi qua thì một đủ thời gian thì nó sẽ tắt nhá. Giá sẽ là 90k, lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn này, đấy, đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 90k nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục với các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cam mô hình nhé, qua lên trên là cam mô hình, có cả điều khiển cho bác luôn, điều khiển ốc ác các thứ đầy đủ cho bác luôn. Một con cam mô hình như này, giá thì chỉ có 100 cành thôi. Đấy, lên trên là cam mô hình. Đấy, tức là nó chỉ là một con đèn như này thôi và một con đèn nó giả cam nhá. Có 3 chế độ này. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Nói chung là con này cũng khá là sáng luôn. Khá sáng và tiện dụng quá nhá. Đấy, các bác theo. Đây, khá sáng và tiện dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Một con cam mô hình như này giá chỉ có 100.000 thôi. Năng lượng mặt trời nhé, chạy bằng năng lượng mặt trời, rất là tiện. Về nhà các bác chỉ cần là để vào cái vị trí nào, bắt vào cái vị trí nào có đủ ánh sáng là ok. Là có người đi đến là nó sẽ sáng và người đi qua thì nó sẽ tắt nhé. Đấy, nó cũng là thuộc dòng cảm biến, rất là tiện luôn. Đấy, đây các bác này, đấy, ban đêm nó sẽ sáng nhé. Đấy, và có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người đi qua thì nó sẽ tắt. Nó rất là tiện các bạn. Đấy, dòng cảm biến như vậy rất là tiện luôn. Đấy, có cả điều khiển cho các bác luôn. Có cả điều khiển tắt bật cho các bác luôn này. Đấy, bật lên tắt đi này rất là tiện luôn nhá. Đây. Đấy, nó rất là tiện cho các bác luôn. Đây. Đấy. Số 1 này, đấy, số 2, số 3 này, tắt đi bật lên này đều ok hết nhá. Đấy. Rất là tiện luôn. Đây, tắt đi này, bật lên này, đấy, rất là tiện nhá. Đây. Đấy các bác nhá, đây điều khiển đây. Bật lên này, đấy, tắt đi này, bật lên này, chế độ sáng 1 này, sáng 2 này, sáng 3 này, tắt đi này, rất tiện luôn. Giá rất hợp lý các bác nhá, chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho anh em là cam mô hình nhá, cam mô hình này. Cam mô hình, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho một con cam mô hình như này. Sản phẩm tiếp theo đó là lên cho bác sản phẩm đó là cái quạt ô tô nhá, giá của nó sẽ là 130.000 cho một con quạt ô tô như này. Con này thì cũng khá là tiện luôn, các bác dùng trên ô tô cho em để mình sử dụng, mình làm quạt ô tô. Con này thì nó sẽ là 12V, 12V thì các bác có thể lắp vào áp quy cũng được, lắp vào áp quy mình dùng rất là mát các nhá. Đấy, thì các bác chế vào đây. Cái đầu này là đầu dương này, còn cái này, cái lẫy này là âm này. Đấy, thì các bác chỉ cần là hàn hai cái dây vào đây, sau đó thì mình kẹp vào bình áp quy cho em nhá, là mình sử dụng thôi. Con này thì có thể xoay 360 độ luôn, xoay 360 độ nhá, rất là tiện luôn. Đó, thì một cái con quạt ô tô như này giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, công suất của nó sẽ là 12V nhá, 12V. Các bác cứ đấu vào cho em vào cái bình 12V là ok, hoặc là lên cắm trực tiếp vào tẩu ô tô. Cái này thì nó sẽ là cắm tẩu ô tô nhá, rất là mát luôn. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu hạt rẻ và hợp lý cho bác luôn. Một con quạt ô tô như này giá chỉ có cho các bác là 130k thôi, 130 cành. Lên cho em là quạt ô tô. Bỏ anh cái máy rót rượu này. Quạt ô tô nhá, giá của nó sẽ là 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là máy rót rượu tự động này. Đấy, hàng về số lượng này phục vụ anh em dân nhậu luôn nhá. Hoặc là các bác có trong này, hoặc các bác dùng trong nhà hàng rất là ok. Thời gian để sử dụng liên tục của nó đây. Đây các này, dung tích của nó là 1.2L này, dung lượng pin 1.500mAh này. Đấy, các thông số rất đầy đủ luôn nha, hàng Việt Nam chất lượng cao nhá. Thời gian sử dụng từ 5 đến 6 tiếng này, sạc pin 5V DC này, kích thước của nó sẽ là 22 x 18 x 29 cm này, nặng 0,5 kg, hàng Việt Nam chất lượng cao nhá. Đấy, thì bộ phận khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện như này. Lên cho em là máy rót rượu tự động nhá. Đấy, máy rót rượu này, máy rót rượu tự động. Giá của nó sẽ là 270k nhá, 270.000 cho con máy rót rượu này, bao ship tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng test thử kiểm tra thanh toán nhá. Bộ sản phẩm khi các bác nhận được hàng sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Đấy, một thân máy nhá, một thân máy này.
Đây thân máy của nó đây các bác nhá. Cái này thì em để em quay thì nó hơi bụi bặm một tí không sao nhá. Một thân máy này. Đấy, ra đếm đơn này. Một thân máy một cái Âu như này, một Âu như này nhá. Đấy, một cái Âu như này để đựng rượu Âu này, 1 lít 2 này và một cái khay nhựa như này để các bác bỏ đá vào dưới cho em nhá. Còn hai cái chén này là chén của em nhá. Hai chén này là chén của em. Các bác lưu ý. Không lúc các bác nhận hàng mà thiếu tao hai cái chén nó mất công. Đó thì đây, các bác đẩy cái lẫy vào cho em này. Đấy, bỏ đá bên dưới, rót rượu vào đây, sau đó thì đặt con máy này lên, đặt con máy này lên cho em. Đó. Rất là xịn sò luôn, đặt máy lên như vậy là anh em bắt đầu chiến đấu nhá. Anh em bắt đầu nhậu này. Đấy, bật công tắc lên cho em này, đặt chén vào này, rót đi em ơi. Đó, ok, em ra rượu cho anh luôn. Ok cho anh. Đấy. Không cãi nhau anh em nhá, hai chén bằng nhau tam táp luôn anh em nhá. Anh em có thể điều chỉnh lượng rượu nhiều ít ở đây nhá. Đấy, công tắc tắt đi này, đấy. Thì tùy theo anh em có thể điều chỉnh lượng rượu nhiều ít ở đây cho em, rất là tiện dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá rất hợp lý nhá. Đây anh em chỉ cần đẩy này thôi, đặt vào này. Đấy, ok. Đấy, hai chén đều nhau tam táp luôn nhá, hai chén đều nhau tam táp luôn. Đây anh em thấy không? Đây. Đấy đây, hai chén đều nhau nhá, anh em thấy không? Hai chén bằng nhau luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá rất hợp lý luôn. Một cái máy rót rượu tự động như này, giá là 270.000, bao ship tận nhà cho anh em. Anh em nhận hàng, kiểm tra, test thử và thanh toán cho em nhá. Đấy, công tắc tắt bật ở đây. Cái tắt bật này thì ngoài ra tắt bật thì nó còn điều chỉnh lượng rượu nhá. Điều chỉnh lượng rượu ở đây anh em thích nhiều rượu thì anh em xoáy nó lên. Ít rượu tùy theo cốc chén anh em uống nhá. Đó, rất tiện dụng luôn. Giá thì khá là hợp lý cho anh em rồi. Một con máy rót rượu tự động như này, giá 270.000 anh em có thể nhậu cả ngày luôn. Thời gian liên tục của nó từ 5 đến 6 tiếng cho nên anh em thoải mái luôn. Đấy, bật công tắc này lên anh em có thể điều chỉnh cái lượng rượu đây. Ví dụ đây là rót ít này. Đặt đây. Đấy, rót ít nhá. Anh em muốn rót tăng lượng rượu lên hoặc giảm lượng rượu đi thì anh em sử dụng cái công tắc này cho em, rất ok luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho anh em cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Đấy lên cho em là xương khớp bọ cạp này. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi và giá thì cũng rất là hợp lý cho anh em thôi. Một cái lọ xương khớp bọ cạp như này, giá của nó sẽ là 40k nhá không nhá. Đấy 40.000. Đấy lên cho em là xương khớp bọ cạp, giá sẽ là 40k cho một lọ như này. 40k cho một lọ xương khớp bọ cạp như này. Đấy con này thì chiết xuất từ bọ cạp rồi cao hổ cao yếc luôn. Các bác dùng cực kỳ là an toàn và độ nóng của nó rất là cao, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy. Các bác nào chuyên bị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thắt lưng, đau thần kinh bôi vào rất tốt nha. Đấy cái này em bán rất là nhiều rồi đây, xương khớp bọ cạp. Có bác lấy cả chục lọ luôn, bôi vào một phát là đỡ luôn. Đấy, bôi vào phát là đỡ luôn. Của nó sẽ thuộc dạng kem trắng nhá. Bôi vào thì rất nóng và bôi vào là đỡ luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp nhá, xương khớp bọ cạp. Giá sẽ là 40k cho một lọ xương khớp bọ cạp như này. 40.000 thôi nhá. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về một số mang mới thì em lên gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nhé. Mã đầu tiên em lên cho các bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là con dao Thái Đức này. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng đây. Hàng made in Germany nhá, made in Germany, hàng thương hiệu Winling của Đức. Dòng này thì siêu bén rồi. Để em sẽ test thử cắt giấy bóng cho bác xem nhá. Đấy, đây. Cắt giấy bóng qua này. Đấy. Giấy bóng này thì nó sẽ khá là dài cho nên là cắt nó sẽ không đứt được các bác nhá. Đấy còn em cắt giấy thường con này. Cắt giấy thường đây. Đấy, cắt giấy thường thì dao này thì chấm hết luôn các bác nhá. Đó, đây các bác này. Đó. Cắt giấy thường con này. Lấy cái thước tươi. À Minh ơi. Đấy cắt giấy thường này. Đó, lấy trên cái thước. Đây, đấy các bác thấy không? Dao siêu bén cho các bác luôn nhá. Dao siêu bén luôn. Để em đo kích thước cho bác xem. Đấy. Con này thì tổng chiều dài của nó sẽ là 35cm nhá. Chiều dài 35cm. Nguyên phần lưỡi là 20cm và bản lưỡi chỗ rộng nhất này sẽ là 4,5cm nhá. Nguyên phần cán của nó sẽ là 14cm. Đây, dao rất dài to như này con này. Con này các bác có thể dùng để thái lọc phi lê, bổ hoa quả các thứ rất là ok luôn. Dao thì phải nói là siêu bén cho các bác luôn nhá. Đấy, siêu bén cho các bác luôn. Con này thì đợt này bên shop về cho các bác cái giá khá là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức nhá. Giá chỉ còn cho các bác là 145.000. 145.000 cho một con dao Thái Đức như này. Đấy, các bác lên cho em là dao Thái Đức, giá của nó sẽ là 145k. Đó, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái con dao chặt bạc nha. Các bác lên cho em là dao bạc này. Đấy, nó sẽ là dạng thép trắng như này. Các bác lên cho em là dao bạc, hàng liền thân nhé, hàng cực kỳ sắc bén cho các bác luôn. Đấy, để em con này thì nặng 7 lạng, em sẽ đo chiều dài cho bác xem nhé. Chiều dài của nó sẽ là 31cm, bản của lưỡi là gần 20 và bản rộng của nó sẽ là 11 nhé. Con này thì khá là đầm đấy, các bác dùng để chặt này, các bác dùng để băm chặt các thứ thì khá là ok luôn và giá thì rất hợp lý nhé. Lên mã giúp cho em là dao bạc nặng 7 lạng nhé, dao bạc nặng 7 lạng, hàng mới tinh nhé. Để em thử test thử dọc giấy xem thế nào nhé, test thử cho các bác xem dọc giấy xem thế nào. Đó, đây. Đấy không nhá. Đấy. Con này cũng rất là bén luôn, dọc giấy mà sắc như này là các bác biết rồi. Đấy. Dao chặt mà dọc được giấy là các bác biết là dao rất là bén rồi các bác nhá. Đấy. Dao chặt mà dọc được giấy như này là khá là ok. Đấy, con này thì
sống này nó có đánh hơi vòm một chút này, hơi vòm một chút để cho các bác có thể dùng để mình dằn hoặc là chặt thì nó cũng đập, hoặc là mình dằn đồ ăn thì nó sẽ không bị hụt các bác nhá. Đó, chiều dài của lưỡi là 20, rộng là 11 nhá. Và tổng thể chiều dài là sẽ là 31 cm, nặng là 7 lạng nhá. Con này dùng để chặt thì rất là vừa tay và đầm tay luôn. Đó. Khác lên cho em là dao bạc nhá. Dao bạc nặng 7 lạng, giá của nó sẽ là 175.000. 175.000 cho một con dao bạc như này. Đấy, lên cho em là dao bạc. Đấy, dao bạc các bác nhá. Dao bạc giá của nó sẽ là 175.000. Đây, hàng made in Japan nhá, hàng thép trắng không gỉ, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái này nó là cái kéo tròn nhá. Các bác lên xem là kéo tròn như này. Đây. Đấy, nó tròn như này con này. Đây, rất là tiện dụng này. Đấy. Con này 100% là bằng thép trắng không gỉ nhá, rất sắc bén, các bác có thể tháo ra vệ sinh như này. Đó. Hàng của Nhật này, made in Japan con này. Đó, made in Japan. Khi các bác lắp vào thì chỉ cần sập vào này cho em là xong. Đó, còn khi bỏ ra thì các bác cứ xoay thẳng chiều là nó sẽ ra thôi, còn bình thường nó sẽ không ra đâu. Đấy, bình thường các bác vẫn dùng để mình cắt các thứ thoải mái luôn nhá, rất là bén luôn. Đấy. Hàng của nó thì nó sẽ là thuộc dòng là hàng thép trắng quá nhá, thép trắng không gỉ. Đây, thép trắng không gỉ này. Con này thì nó sẽ có rất nhiều chức năng này. Đấy, thứ nhất là cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này. Thứ hai là các bác có thể dùng để mở nắp chai, nắp lon này. Thứ ba là kẹp cua ghẹ này. Đấy, mở nắp chai, nắp lon đều ok hết nhá. Và kẹp cua ghẹ nhá. Đây. Đấy, nó sẽ là một con kéo như này, rất là sành điệu. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Con này các bác mua thì bền, thì dùng thì bền vĩnh cửu luôn, bền vĩnh cửu luôn, không bao giờ nghĩ đến hỏng. Hàng rất dày dẫn và chắc chắn, nội địa của Nhật đây. Đấy, made in Japan nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000. Lên cho em là kéo tròn nhá. Kéo tròn giá của nó sẽ là 120.000 thêm một con kéo tròn như này, 120.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái cọ đen nhá. Có lên cho em là cái cọ như này và nó là màu đen. Cái này thì nó sẽ là bằng cước nhá. Bằng cước. Đấy, để các bác đưa vào các cái vị trí, ví dụ như là đây. Đấy, những cái khe kẽ này nó nhỏ này. Đấy, khe kẽ này nó nhỏ. Các bác muốn vệ sinh thì các bác đưa vào, mình chà đi cho em. Đấy. Ví dụ như là chậu rửa bát này, rồi các loại bát đũa này, hoặc các cái khe kẽ vệ sinh bàn ghế, tất cả các vị trí đây các bác này. Đấy, đây như này mà nó đẩy lên như này các bác này. Đấy, nó vệ sinh nó rất là sạch luôn nhá. Vệ sinh rất sạch luôn. Đấy. Thì con này nó sẽ là bằng cước và ưu điểm của nó là vào những cái khe kẽ nhỏ để các bác vệ sinh. Ví dụ như con dao, những cái chỗ này các bác đưa bút giác của nó không sạch, các bác đẩy ngược như này cho em. Đó, là nó sẽ sạch luôn. Nó rất là tiện dụng. Hoặc các cái khe kẽ. Đấy, chiều dài của nó thì nó vào khoảng là đi 23 cm nhá, 23 cm. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15.000 cho một cái này nhá. Lên cho em là cọ đen này, giá sẽ là 15.000. Còn bác nào lấy từ 3 cái trở lên nhá thì giá của nó sẽ là 40.000 cho 3 cái này. Đấy, lên cho em là cọ đen 40.000 3 cái, còn lấy lẻ thì sẽ là 15.000 cho một cái như này. 15.000 cho một cái như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ quần áo mưa, hàng của Tú Phong nhá. Bộ này thì bên em bán rất là nhiều rồi, hàng Việt Nam chất lượng cao. Đấy, công ty Tú Phong. Hàng này thì nó sẽ là hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý. Một cái bộ quần áo mưa hàng của hãng như này, giá chỉ có 195 cành thôi các bác nhá. 195.000 thôi một cái bộ quần áo mưa như này con này. Đấy. Hàng rất chất lượng luôn. Miền Bắc miền Nam đang vào mùa mưa, cả nước đang mưa dầm dầm các bác. Đó, thì các bác mua cái bộ này về mình sử dụng cho em. Đó. Đi xe máy thì em khuyến khích các bác là nên đi quần áo mưa bộ nhá. Quần áo mưa bộ nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Đấy. Lên cho em là bộ quần áo mưa này. Các bác lên cho em là bộ quần áo mưa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 195.000. Đó. Bộ quần áo mưa. Quần áo mưa nhá. Giá của nó sẽ là 195.000 cho bộ như này nhá. Nhiều bác mà đi xe máy, xe đạp mà mặc cái áo mưa choàng là rất là mất an toàn nhá. Nhiều bác bị quệt rồi ngã. Đây qua này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái mũ. Các bác lột ra thì cái mũ nó sẽ lộn ra, còn nếu mà mình không thích đội mũ lằng ngoằng thì các bác có thể cho vào, đặc biệt là miền Bắc mùa đông thì mình có thể mặc thay áo rét được, thì các bác không muốn đội mũ thì các bác cho vào. Còn bình thường nó sẽ là một con mũ như này. Đấy, áo rất là to rộng luôn. Chất áo thì khỏi phải bàn rồi, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy, có cả miếng dán như này qua này. Đấy, có miếng dán như này, các bác có thể bỏ ra này. Đấy, các bác có thể bỏ ra đây. Đấy, khóa của nó rất là chắc chắn luôn. Áo này của nó là áo hai lớp các nhá. Áo hai lớp chứ không phải áo một lớp nhá. Đây. Đấy, hai lớp như này các bác này. Trần máy rất là kỹ luôn. Đây. Những cái đường kim mũi chỉ thì nói chung là khỏi phải bàn, là không có một tí chỉ thừa nào luôn các bác nhá. Đó. Đây em sẽ mặc thử cho các bác xem luôn để cho các bác nhìn cho nó trực quan sinh động. Đây. Rồi chào các bác nhá.
Đây nha, em sẽ mặc thử cho các bác xem này. Con này thì nó sẽ là cỡ 3XL, là cỡ rất là to luôn. 3XL đây, đấy con này. Đấy, 3XL cỡ to luôn nhá. Đây. Người em là 1m65, nặng gần 70 cân thôi nhá. Đấy thì nói chung là người em mặc thì em thì cũng là tạng người trung bình thôi, không to không nhỏ. Thì mặc cũng rất là ok rồi. Bác nào người to tí mặc cũng ok. Hoặc là bác nào người nhỏ một chút cũng được. Đây em mặc nó thì chấm đến đùi rồi này các bạn. Đây đầu gối đây. Chấm đến đùi rồi. Nói chung là bác nào người to tí mặc ok, người nhỏ tí mặc cũng được, không sao. Áo mưa thì mình mặc nó rộng tí cũng không ai chê trách gì, không ảnh hưởng gì cả. Và đây, mũ đây, các bác có thể đội mũ lên này. Đấy, đội mũ lên cũng rất là ok luôn các nhá. Đội mũ lên tài khóa mà. Đấy. Miền Bắc thì đang nắng nóng lắm mà em cũng cố tình mặc vào cho các bác xem cho nó. Đây, quần của nó cũng khá là to luôn các bác. Đây. Quần rất là to này các bác. Đấy, quần rất to này luôn, mặc thoải mái luôn các nhá. Đó. Rồi. Giá thì sẽ là 195k. Đây. Quần đây các bác này. Đây, quần này giống như đây. Đấy. Quần em ướm vào gọi là rất là rộng rãi luôn các nhá. Rất rộng rãi luôn. Bác mặc nó thoải mái. Thì nó là cả một bộ như này. Thì khi các bác mặc thì nó rất là an toàn, chứ không như là các cái dòng quần áo mưa, áo choàng bình thường thì nó cũng không an toàn được. Đấy, các bác dùng đi xe rất thoải mái. Đây. Đấy, quần kia của nó cũng máy trần rất là kỹ luôn. Đấy, quần của nó đây, quần này. Quần của nó đây, đấy. Đường máy trần rất là kỹ này, đây. Những cái đường này của nó đều là 100% là F9 hết các bác nhá. Đấy, những cái đường chỉ này của nó F9 hết cho nên nước nó không ngấm được. Bên ngoài của nó thì nó sẽ là bằng một cái loại vải mà tráng ni lông cho nên là dùng nó không bị ngấm. Đó, giá thì sẽ là 195.000. 195.000 thôi. Đấy, các bác lên xem là bộ quần áo mưa. Đấy. Lên mã giúp cho em là bộ quần áo mưa, giá của nó sẽ là 195k các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop còn một cái nồi các bác nhá. Đây có một cái nồi. Nồi này của nó thì nó sẽ là một cái nồi con này bao nhiêu sen đấy tươi nhỉ? Cái nhỡ. Còn một cái nồi nhỡ 20 sen đấy nhá. Hàng của thương hiệu Elmix nhỉ. Hàng thương hiệu Elmix cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, Elmix các bác nhá. Hàng của Elmix cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, còn một con này nữa. Bên em đang bán bao nhiêu nhỉ? Con này thì các bác lên cho em là nồi 20 nhá. Con này bên em hình như đang bán là 150. Thanh lý nốt cho bác với giá là 100k. Yêu cầu các bác là phải chuyển khoản hết thì bên em mới gửi hàng nhá. Các bác lên cho em là nồi 20 này. Đó, nồi 20. Thanh lý là 100k nhá. 100k yêu cầu chuyển khoản hết cho em. Nồi 20 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia giá úp kệ úp cốc nhá. Kệ úp cốc như này. Đấy, lên cho em là úp cốc nhá. Kệ úp cốc. Con này thì bên shop đang bán là 150. Hôm nay cũng về cho bác giá cực kỳ tốt luôn. Chỉ có 90k cho một cái kệ úp cốc này thôi. Kệ úp cốc giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái kệ úp cốc như này. Đó, giá của nó sẽ là 90k. Con này thì úp được 6 cái cốc luôn. 1 2 3 4 5 6 cái cốc và chiều cao của nó thì nó sẽ tổng thể vào khoảng là hơn 20 cm. Nguyên cái phần úp này thì nó sẽ vào khoảng là trên 10 cm, trên dưới 10 cm thì các loại cốc to, cốc dài các bác úp đều vừa hết. Đấy, mạ vàng 18 carat cực kỳ đẹp luôn. Giá thì chỉ có 90k thôi, lên cho em là kệ úp cốc giá sẽ là 90.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lấy vít gãy nhá. Qua lên cho em là lấy vít gãy. Con này thì chuyên để cho các bác lấy các cái dòng vít bị gãy, bị rỉ sét lâu ngày. Đấy thì các bác dùng cái này cho em, nó rất là tiện luôn. Đấy, chuyên để lấy vít gãy. Giá thì bên shop đang gửi cho bác một cái bộ lấy vít gãy như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là 60k thôi nhá. 60k cho một cái bộ lấy vít gãy như này. Bộ này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 cái tất cả nhá. 5 cái tất cả. Đấy. 5 mũi khác nhau. Các bác về các bác lắp vào máy khoan. Đấy là các bác đưa vào các bác khoét ra cho em là xong. Đó là những cái cây vít mà nó bị gãy bên trong là sẽ lấy ra được luôn. Đấy, lên cho em là bộ lấy vít gãy nhá. Bộ lấy vít gãy. Giá của nó sẽ là 60k. Đấy. 60.000 cho một cái bộ lấy vít gãy như này. Đấy, lấy vít gãy giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho cái bộ lấy vít gãy như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay cơm nhá. Các bác lên cho em là khay cơm. Đấy thì nó sẽ là một cái khay như này, cũng khá là tiện dụng để cho các bác sử dụng khi mà mình mang cơm mang thực phẩm mang thức ăn các nhá. Đấy, mang cơm thực phẩm thức ăn thì rất là ok luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý rồi. Đây,
một cái khay cơm như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một cái khay nắp rất là xịn sò luôn nhá, nắp rất xịn sò luôn. Đấy, một khay như này. Các bác mang cơm, mang thức ăn, thực phẩm đều ok hết nhá. Và có kèm cho các bác là một cái thìa và một đôi đũa như này, rất là nhỏ xinh. Đấy, hàng bằng nhựa nguyên sinh nhá, rất mềm, dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, đôi đũa cũng nhỏ xinh như này, khoảng gần 20 cm. Đó, để các bác có thể để ở đây luôn, rất là tiện này. Đấy, đôi đũa thì mình để ở đây. Và các bác khay này các bác mang cả cơm, cả thức ăn rất là ok. Cơm, thức ăn, canh rau. Có cả cái nút này để các bác xả hơi nhá. Đấy, nút này để các bác xả hơi này. Đó, rất là tiện dụng luôn. Cái này thì hàng của thương hiệu Starbucks nhá. Đấy, nó dùng để nó tặng cho công nhân đi làm nhá. Đấy, dùng để tặng cho công nhân đi làm. Nên là nó cũng khá là tiện dụng. Giá thì bên shop đang nó có giòn luôn, rất chắc chắn nhá, chống nước thoải mái luôn. Lên mã giúp cho em là khay cơm nhá, khay cơm. Giá của nó sẽ là 60k. Đấy, lên cho em là khay cơm này. Khay cơm. Giá là 60k cho một con khay cơm như này, 60.000 cho một cái khay cơm như này nhá. Rất tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái chậu thớt nhá. Đây nó sẽ là một cái chậu và có thể dùng như một cái thớt được luôn. Đấy, có cả nút để cho các bác xả nước ở đây nhá, xả nước ở đây được luôn, rất là tiện này. Đó, ở đây thì các bác ấn như này cho em này. Đấy, bình thường thì các bác dùng để làm một cái thớt thái như này. Và khi bình thường thì khi dùng thì các bác lại ấn nó xuống, nó thành một cái chậu như này nhá. Một cái chậu như này. Đường kính của nó cũng khá là sâu luôn. Đấy, đường kính của nó thì nó vào khoảng là 10 cm, vào khoảng 10 cm thì cũng đựng được khá nhiều nước luôn. Và các bác có thể đẩy cái lẫy này lên để mình mở van nước ra luôn, xả van nước trực tiếp luôn nhá. Đấy, rất là sạch. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý cho bác nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là thớt chậu nhá. Đấy, thớt chậu thì các bác đẩy lên như này. Đẩy lên như này cho em thì nó sẽ lại thành một cái thớt nhá. Các bác dùng để mình thái thực phẩm, thái thức ăn ở đây rất là ok. Đấy, còn bình thường thì các bác lại dùng như một cái chậu đây, đặt xuống như này. Mình lấy thớt, mình dùng để thớt mình thái. Rất là tiện luôn. Đó. Lên cho em là thớt chậu nhá. Giá của nó sẽ là 70.000. Đó. Thớt chậu này. Đó. Thớt chậu giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho một cái thớt chậu như này, rất là tiện luôn. Đấy, cái này của nó thì nó sẽ là bằng nhựa cứng nhá. Các bác thái thoải mái luôn. Đấy, thái thoải mái luôn, còn cái này bằng cao su nhá. Đó. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác một dòng sản phẩm, đó là cái nho táo nhá. Cái này thì nó sẽ là táo, một cái loại táo cực kỳ là to luôn các bác này. Đấy, táo rất là to luôn. Cái này thì các cái công dụng thứ nhất là các bác dùng để mình ngâm rượu này. Thứ hai là mình hãm nước uống trực tiếp luôn. Các bác có thể cho vào hãm nước như hãm chè uống trực tiếp luôn. Ngâm rượu, hãm nước hoặc các bác mình nấu chè hoặc là nấu các loại chế biến thức ăn đều ok hết nhá. Đó, táo đỏ. Có lên cho em là táo đỏ của Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k. Đó. 100k cho một bịch như này, 100k cho một bịch như này. Lên cho em là táo đỏ Nhật nhá, táo đỏ của Nhật đây, toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy, bịch này của nó thì khoảng gần 1 cân nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn, chỉ có 100.000 cho một bịch táo đỏ như này thôi. Các bác có thể mua về để ngâm rượu. Đấy, mua cho em một bịch này để ngâm rượu này, hoặc là các bác dùng để hãm nước uống trực tiếp luôn. Các bác cứ hãm cho em 3 đến 5 quả cho vào một cái bình mình hãm, uống cả ngày luôn, cũng rất là thơm và rất là tốt nhá. Cái táo đỏ này rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có 100k thôi. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái khóa vali nhá. Khóa vali thì bên shop có hai mẫu đây. Đấy, hai mẫu như này. Đấy, cái này thì các bác chỉ cần là đảo số đi thôi là nó đã không mở được rồi nhá. Đấy, các bác sập khóa vào và đảo số đi là xong. Đó, coi nhá, rất là tiện luôn. Đây. Đấy thì nó sẽ có một con to, một con nhỏ như này. Đấy, một cái dòng khóa vali rất là tiện nhá. Mật khẩu thì bên shop đang để mặc định là số 0 thì các bác cứ để số 0 là mở ra. Đấy, còn lại là các bác cần xoay đi như này là đã không mở được rồi. Đấy, còn các bác muốn cài mật khẩu như nào cũng được. Đó. Thì cái con khóa to này sẽ là 60.000, còn con nhỏ này là 40.000 nhá. Đấy, 40.000. Thì tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy nhá. Đó, các bác cứ để mặc định cho em là số 0 nhá. Để mặc định cho em là số 0 để mình đóng mở này. Đấy, số 0 này. Đấy, số 0 là mình đóng vào này, sau đó thì mình xoay mật khẩu đi là xong. Đó. Con to này là 60.000 và con nhỏ này là 40k nhá, 40k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái móc chìa khóa nhá. Cái này các bác dùng để cho vào chìa khóa rất là tiện luôn. Đấy, các màu sắc hình, các màu sắc khác nhau này. Đấy, tận rất là nhiều màu luôn. Giá thì rất hạt rẻ nhá. Đấy. Cái này thì bên shop đang bán là 10.000. Đợt này thì tri ân khách hàng vừa bán vừa tặng cho các bác 5.000 cho một chiếc như này. 5.000 cho một chiếc móc khóa da như này nhá. 5.000 cho một chiếc thôi. Đấy, các bác lên cho em là móc khóa da nhá. Các bác về các bác treo vào cái chùm chìa khóa nhà mình để cho nó khỏi bị mất. Đấy, khỏi bị mất, khỏi bị thất lạc. Đấy, nó có một cái vật to như này thì khi mình tìm thì nó sẽ rất là dễ thấy. Đấy, khỏi bị thất lạc và nó có luôn một cái vòng này luôn. Lên cho em là móc khóa da nhá. Giá sẽ là 5.000 một chiếc.
bác nào mua 10 thì sẽ được tặng một nhá. Đấy. Đấy, mua 10 tặng một, mua 10 tặng một. Đấy, 5.000 một chiếc mà mua 10 tặng một. Rồi ok. Hello các bác nhá. Đó. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi đến không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra công ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đấy, thì nay bên shop lại tiếp tục về cho các bác một số cái mã đồng hồ thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhá. Đấy, hôm nay thì bên shop cập nhật cái mã đồng hồ mới, đó là cái đồng hồ hàng của thương hiệu Longines nhá, Longines. Đấy, hàng nội địa của Nhật, hàng của Longines cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Mặt đồng hồ cực kỳ là đẹp nhá. Đấy, dây thì nó sẽ là dây đặc như này. Đấy, hàng của Longines nhá, hàng của Longines cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Đây, rất là đẹp các bác này. Đấy, đây. Bác chỉ cần nhấn nút này mà chạy thôi. Dòng này thì của nó sẽ là đồng hồ chạy pin nhá, đồng hồ chạy pin. Hàng của thương hiệu Longines này, automatic các bác này. Đó. Rất là nổi tiếng luôn. Đây, Longines nhá, có cả lịch luôn nhá. Mặt thì bo màu vàng như này khá là nổi và đẹp các bác này. Đấy, mặt bo màu vàng rất nổi và đẹp luôn. Đây, đeo con đồng hồ lên là khẳng định đẳng cấp luôn nhá, khẳng định đẳng cấp luôn. Đó, coi theo. Đây. Đấy, lên mã cho em là đồng hồ Longines nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 250.000 và bao sim tận nhà cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là đồng hồ Longines nhá, đồng hồ Longines. Em về cái lô này thì cũng chỉ được khoảng chục con thôi. Lên cho em là đồng hồ Longines nhá, giá sẽ là 250.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ Longines nhá, đồng hồ Longines này. Lấy cho anh ít cái mẫu đồng hồ ra đây. Đồng hồ Longines mỗi loại một cái. Đồng hồ Longines giá của nó sẽ là 250.000 nhá, 250.000 và bao ship cho các mã đồng hồ Longines như này. Đó. Tiếp theo cái lô đồng hồ của Nhật thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là đồng hồ Senco nhá. Con này thì mặt của nó sẽ là mặt vuông, hàng rất là đẹp luôn. Hàng này thì tất cả đều là hàng bên em thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật đây. Đấy, có cả chữ Nhật và có cả lịch cả ngày giờ luôn các nhá. Rất đẹp luôn này. Đấy, đồng hồ Senco của Nhật nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250.000. Đó, 250.000. Lên mã giúp cho em là đồng hồ Senco nhá. Đây, Japan này các bác này. Đó, đây. Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. Japan này các bác này. Đó, đây Japan, hàng nội địa của Nhật đây. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là đồng hồ Senco nhá, đồng hồ Senco. Giá của nó sẽ là 250.000 cho con đồng hồ Senco như này. 250.000 nhá, lên cho là đồng hồ Senco. Giá sẽ là 250.000. Đó, 250.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đồng hồ hàng của thương hiệu Tissot nhá. Đấy. Tissot. Con Tissot này thì giá của nó sẽ là 270.000. Đó. Các bác lên cho em là đồng hồ Tissot nhá, đồng hồ Tissot. Con này thì cũng rất là đẹp luôn. Giày dẫn chắc chắn các bác này. Đấy, giày dẫn chắc chắn. Hàng dây đặc hết, rất là đẹp luôn. Và con này thì nó chỉ có lịch không thôi. Đấy, của thương hiệu Tissot nhá. Cũng hàng nội địa của Nhật luôn. Con này thì mặt của nó sẽ là mặt số là mã nhá. Đấy, còn con Longines này thì mặt của nó sẽ là mặt số thường này. Đấy. Còn con Senco này thì mặt số vạch này, mặt số vạch các bác nhá. Đó. Con Senco này thì mặt số vạch nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cái con Rolex nhá. Đấy, con Rolex đây. Đấy. Con đồng hồ Tissot này thì giá của nó sẽ là 270.000. Đấy, coi lên cho là đồng hồ Tissot này. Đồng hồ Tissot giá của nó sẽ là 270.000. Đây. 270.000 cho con đồng hồ Tissot như này. Đấy, đồng hồ Tissot 270.000 các bác nhá. Giá này đã bao ship nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác hai cái mẫu đồng hồ Rolex nhá. Đấy thì nó sẽ có con Rolex mặt đen và con Rolex mặt đỏ như này. Đấy. Hai con đồng hồ Rolex này thì cực kỳ là chất lượng rồi. Và giá thì rất là tốt cho bác luôn. Con mặt đỏ này thì cực kỳ là VIP này, rất là đẹp nhá. Con mặt đỏ này thì sẽ là 301, còn con mặt đen này thì nó sẽ là 300. Con này của nó sẽ có lịch và lịch của nó thì nó sẽ là có một cái kính lúp như này nhá, để các bác nhìn nó phóng to lên nhá. Đó, đồng hồ Rolex này rất là đẹp luôn. Con Rolex này thì nó sẽ có cho các bác là con mặt đỏ này. Con mặt đỏ này là 301 này. Đây, em đeo thử cho các bác xem. Hàng cực kỳ thương hiệu và chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, đeo và khẳng định đẳng cấp luôn, các bác thấy không? Đấy. Đồng hồ thì tất cả đều là đồng hồ chạy pin hết nhá, đồng hồ chạy pin và có sẵn pin rồi. Có sẵn pin rồi, đồng hồ đang chạy bình thường. Về nhà các bác chỉ việc là sử dụng thôi. Đó, sử dụng thôi. Đó. Thì con này nó sẽ là con Rolex mặt đen này, con Rolex mặt đen này thì giá của nó sẽ là 300.000. Đấy, 300.000 cho con Rolex mặt đen này nhá. Đấy, còn con mặt đỏ này thì giá của nó sẽ là 310.000. Đó, thì tất cả các mẫu đồng hồ bên em nhá. Đấy. Đồng hồ Longines đấy nhá. Đấy.
Longines này, đồng hồ Longines thì giá của nó sẽ là 250k. Đó. Đây, thì bên em có các mẫu như này này. Đấy, đồng hồ Senco 250 này, Tissot 207 này, Rolex đen là 300, Rolex đỏ 310 này và Longines 250.000. Đây là các cái giá đồng hồ của bên em các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô giấy ăn các bác này. Đây, giấy ăn như này. Một bịch này của nó thì nó sẽ là 460 tờ luôn. Một bịch này sẽ là 460 tờ. Đấy thì đây các bác chỉ cần rút ra này là nó sẽ rút ra này. Đấy, rút ra này nó sẽ ra. Đó. Giấy này rút này thì nó sẽ ra liền như này luôn. Đây. Đấy, giấy của nó thì cực kỳ là mềm nhá. Giấy mềm dai và mịn giấy. Các bác dùng để ăn thịt gà. Đấy, ăn thịt gà thoải mái luôn, không lo bị dính tay đâu. Đây. Đấy, nó rất là lì giấy nhá, rất là lì giấy. Lau thì không sợ bị mủn nữa. Ăn thịt gà không sợ bị dính tay nhá. Bên shop sẽ bán theo combo nhá. Đấy, các bác mua bịch này thì bên em bán từ 3 bịch trở lên. 3 bịch là bằng 30k nhá. Đấy, 3 bịch là bằng 30k. Đó, còn bên em bán là 10 bịch nhá. 10 bịch. 10 bịch thì giá của nó sẽ là 80k. 80k cho 10 bịch. 3 bịch là 30.000, 10 bịch là 80.000. Còn các bác mua cả một thùng như này, một thùng là 20 bịch nhá. Một thùng là 20 bịch thì giá chỉ có 140 thôi. Đó, đây nó là một thùng nguyên này. Đấy, một thùng nguyên của nó là 20 bịch. Đấy. Một thùng nguyên nhá, một thùng là 20 bịch nhá. Đấy. Một thùng nhá. Đấy, nếu giá một thùng của nó là 20 bịch. Một thùng là 20 bịch, giá của nó sẽ là 140k nhá. Đấy. 140k cho 20 bịch giấy như này. 140.000 cho 20 bịch như này nhá. Đấy, các bác mua về dùng quanh năm ngày tháng luôn. Hoặc bác nào làm nhà hàng nhà hiếc mua cái này về dùng nó rất là tiện và sạch sẽ này. Đấy, dùng quanh năm ngày tháng luôn. Giấy rất là xịn các bác nhá. Đấy, rất là xịn luôn. Giấy siêu dai luôn các bác này. Giấy rất là dai, mềm mịn giấy dùng rất là thích. Giá thì rất là rẻ các bạn. Đấy, chỉ có cho các bác là 3 bịch là 30k, tức là 10k một bịch này. 10k trên bịch và bên em bán là từ là 3 bịch trở lên, 3 bịch là 30.000. Đấy, còn lại các bác lấy từ 10 bịch thì giá sẽ là 80k, còn lấy 20 bịch thì sẽ là 140. 20 bịch là sẽ bằng 140k nhá, tức là một thùng là 20 bịch. Đó. Giấy thì siêu mềm, siêu mịn, siêu dai luôn các nhá. Đấy. Rất mềm mịn và dai giấy cho nên các bác dùng nó rất là đã luôn. Đây các này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về các bác dòng sản phẩm đó là cái vít đen nhá. Các bác lên cho em là vít đen. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Đấy, nó sẽ là 13 trong 1 luôn này. Đấy. Thì bên em gọi nó là vít đen. Đấy, tức là nó sẽ là có cho các bác là một cái tay nắm như này, kèm thêm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 đầu vít như này, 6 đầu vít với các cái loại vít khác nhau. Đấy. Thì con này nó sẽ là con phổ thông nhất này. Đấy. Giá thì chỉ có 60 cành thôi. Đây các bác chỉ cần nhấn cái lẫy này vào là nó sẽ sập lẫy này. Đấy. Con này có xoáy nhanh đảo chiều, có trợ lực luôn, thép CRV nhá. Đấy. Có xoáy nhanh này, có đảo chiều này và có trợ lực luôn, hoặc các bác có thể để chế độ ở giữa này. Ở giữa này là xoáy bình thường nhá, còn là đảo sang bên trái là xoáy bên trái, đảo bên phải xoáy bên phải nhá. Đó, và các bác có thể đảo chiều như này. Đó, thì rất là ngon luôn. Một bộ này của nó bao gồm cho các bác là 7 cây vít tất cả, 6 cây vít tất cả với 12 đầu vít khác nhau này. Đấy. Đây, to nhỏ lớn bé mẹ con ba khe lục giác múi khế đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, đầy đủ các bác nhá. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng. Thì các bác lên cho là vít đen nhá, một bộ vít đen như này. Giá chỉ có cho các bác là 60 cành thôi. Đấy, 60 cành cho một cái bộ vít đen như này. Giá rất là tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là vít đen nhá. Đấy, lên cho em là vít đen này. Vít đen, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái bộ vít đen như này. Rất tiện dụng các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục với cho bác cái kìm vàng đa năng nhá. Các bác lên cho em là kìm vàng. Đấy, kìm vàng đa năng. Con này thì hàng của nó sẽ là hàng Nhật và xuất sang Mỹ các này, USA các bác nhá. Đấy, USA, hàng Nhật xuất Mỹ nhá. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, một con kìm vàng như này. Hàng đa di năng nhá, kìm cực kỳ là trơn luôn. Rất trơn và dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, hàng personal các bác này, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác các cái chi tiết đầu tiên này. Thứ nhất là tuốt dây này, thứ hai là cắt dây này, thứ ba bấm cốt này, xoắn dây rồi vặn ốc đều ok hết nhá. 5 trong 1 luôn. Đó, một con kìm như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 22 cm. Một con kìm cách điện cực kỳ chất lượng luôn. Giá thì chỉ có 130 cành thôi. Lên mã giúp cho em là kìm vàng nhá. Đấy, các bác lên cho em là kìm vàng này. Đấy, kìm vàng giá của nó sẽ là 130k cho một con kìm vàng đa năng như này. Hàng xuất Mỹ nhá, hàng xuất Mỹ USA cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái keo đa năng nhá. Đấy, keo đa năng. Con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi. Đấy. Lên mã giúp cho em là keo đa năng. Một lọ này của nó sẽ là 60g nhá, 60g. Đó. Con này thì các bác dùng nó cũng rất là được nhiều việc nhá, nhiều việc. Dùng rất là hay. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá khá là hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là keo đa năng. Giá sẽ là
6 20k cho một lọ như này. Đấy, keo đa năng giá của nó sẽ là 20k trên típ như này. Và bác nào mua từ 3 típ trở lên thì giá sẽ là 50k nhá. 50k cho 3 lọ, còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 một lọ. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính Novonel công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính Novonel công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Rất là ok luôn nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn, giá chỉ có 20.000 cho một típ thôi. Bác nào lấy từ 3 típ thì giá sẽ là 50k. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đồng hồ LED nhá. Có lên trên là đồng hồ LED, nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đấy, chiều dài của nó thì vào khoảng là mười mấy 20 cm. Một con đồng hồ LED cực kỳ chất lượng như này các bác nhá. Đấy. Ở đây thì về nhà các bác bóc cho em cái lớp màng dây bóng này ra này. Đấy, bóc cái lớp màng dây bóng này ra. Đó, nó sẽ là một cái mặt LED như này, có thể soi gương được luôn. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một đồng hồ kèm theo là một cái dây cáp sạc như này các bác nhá. Đấy, kèm theo chỉ có cho các bác là một cái dây cáp sạc thôi. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình là xong. Đó, cắm củ sạc điện thoại nhà mình nhá. Đây, cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình này. Đó. Các bác cắm vào là cái đèn nó sẽ lên. Đây. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là các cái đây số rất to rõ ràng luôn nhá, số to rõ ràng luôn. Đấy. Thì có các cái chế độ đây, lên xuống điều chỉnh rồi hẹn giờ, hẹn giấc. Và các bác cũng có thể dùng pin nhá. Đấy, nó dùng pin này. Các bác có thể lắp pin 3 chữ A rất là ok luôn. Đấy. Thì nó sẽ cập nhật cho các bác là giờ này, rồi nhiệt độ này, đang là 28 độ C này. Đấy, rồi là hẹn giờ các kiểu con đại điểu luôn nhá. Đó, ở đây nó có đầy đủ cho bác luôn, nó cập nhật hết thông tin. Đấy, giờ giấc rồi nhiệt độ, độ ẩm các thứ có hết nhá. Đấy, giờ giấc này đầy đủ cho các bác luôn, về nhà các bác tự cài đặt nhá. Đấy, các bác không biết cài đặt thì các bác có thể lên YouTube hoặc là lên TikTok, các bác xem là hướng dẫn cài đặt đồng hồ LED là nó sẽ ra. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là đồng hồ LED nhá, giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là đồng hồ LED nhá, giá của nó sẽ là 140k. Đó. Đồng hồ LED này, giá của nó sẽ là 140k nhá. Con này thì nó rất dễ điều chỉnh thôi. Và các bác có thể dùng chức năng làm đèn ngủ được luôn, đèn ngủ hẹn giờ, cập nhật nhiệt độ, độ ẩm các thứ luôn nhá. Giá sẽ là 140k cho con đồng hồ LED như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop lại tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái fix đun sôi nhá. Hàng của thương hiệu Cúc Cu này, hàng thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc. Con này thì dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Tha hồ thoải mái cho các bác luôn luôn. Hàng thì bên em về theo lô nhá, mỗi lô nó sẽ có một màu khác nhau. Đó. Mỗi lô nó sẽ có một màu sắc khác nhau cho nên là các bác hết sức thông cảm. Đấy, hàng nó sẽ về theo lô. Lô thì màu đỏ, lô thì màu xanh, lô thì màu sữa. Hàng thương hiệu Cúc Cu, giữ nóng 24 giờ nhá. Đấy, đây. Các cái thông số của nó này, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì rất là tốt nhá, chỉ có 180.000 cho một con fix đun sôi như này thôi. Đây, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đế như này. Em cái đế này các bác chỉ cần là các bác cắm điện vào là nó sẽ báo điện luôn. Đây, em cắm điện vào nhá. Đấy, cắm điện vào nó sẽ báo luôn này. Đấy, nó sẽ báo sáng luôn con này. Đây, báo sáng luôn nhá. Các bác cứ đặt vào đây là tự nó báo sáng luôn. Và khi mà nước sôi thì nó sẽ tự ngắt nhá. Nước sôi nó sẽ tự ngắt. Đấy, đặt vào như này. Đặt cái này là tự nó sẽ ăn luôn, các bác không cần phải nhấp lẫy nhấp điếc gì cả. Đây, nó sẽ có cái cơ chế lẫy của nó rồi. Đặt vào là sập vào là nó sẽ báo lẫy thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con fix đun sôi 3 lít như này. Dung tích của nó là 3 lít nhá. Đấy. Bên ngoài thì bằng inox nha, bên trong thì nó sẽ là bằng fix giữ nhiệt như này nhá, vừa đun vừa giữ nhiệt luôn. Đấy, hệ thống van viếc nắp niếc của nó cũng cực kỳ là xịn sò và chắc chắn luôn nhá. Lên mã giúp cho em là fix đun sôi nhá, fix đun sôi. Giá của nó sẽ là, lên theo là fix đun sôi, giá của nó sẽ là 180k, giá siêu tốt cho bác luôn. Đây, fix đun sôi này, fix đun sôi, giá của nó sẽ là 180k thôi, quá rẻ luôn. Dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, đây, dung tích của nó 3 lít này, công suất 1300W này. Đấy, điện 220V nhá, điện 220V, rất ok luôn các bác nhá. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác nhá, các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em.
Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái nồi cơm xách tay nhá. Có lên cho em là nồi cơm xách tay này. Nồi cơm xách tay. Giá thì bên shop đang bán là 500k. Đợt này về cho bác còn là 470k nhá. 470k. Đó, 470k và bao ship tận nhà cho bác một con nồi sơm. Nồi cơm hàng của Cúc Cu như này. Nồi cơm hàng Cúc Cu cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Màu mè rất là đẹp luôn. Đấy, và giá thì rất là hợp lý nha, một con nồi cực kỳ chất lượng, chắc chắn và ngon lành này các bác. Đấy, hàng mới toanh nhá, hàng mới toanh, rất là đẹp, chắc chắn và ngon lành cho các bác luôn. Và giá thì rất tốt luôn, giá rất tốt luôn các bác. Đấy, một con nồi cơm xách tay như này các bác. Đấy, rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng thì chấm hết luôn các bác nhá, siêu dày dẫn và chắc chắn này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay hấp này. Đó, một dây cắm này, một cái âu đông gạo này, một cái môi này, con môi này cực kỳ xịn luôn, môi chống dính cực xịn luôn các bác nhá. Đấy. Môi chống dính rất là xịn sò luôn các bạn, môi chống dính xịn sò luôn. Đấy, tem mác phiếu bảo hành uyếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, bảo hành uyếc đàng hoàng, hàng thương hiệu Cúc Cu. Đấy. Nồi thì cực kỳ là dày luôn. Đấy, hỏa lực mạnh 3D nhá, hỏa lực mạnh 3D. Tức là con này giữ nhiệt rất là tốt luôn. Đấy. Các bác nghe cái tiếng nó kêu là các bác đã thấy nồi chất lượng rồi nhá. Đấy, các bác thấy không? Rất chất lượng luôn nhá. Đó. Rất chất lượng luôn. Đó. Hỏa lực mạnh 3D luôn, rất chất lượng nhá. Nồi thì được làm bằng nhôm nhá, nồi nhôm này. Đấy, rất là dày dẫn nhá. Thay nhôm rất là đẹp luôn các bác này. Đó. Hỏa lực mạnh 3D, chống dính luôn các bác nhá. Đây. Đế điếc thì cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn này, nồi rất đẹp luôn nhá. Mâm đế ôm dày dẫn chắc chắn luôn. Hàng của thương hiệu Cúc Cu các bác này, hàng thương hiệu Cúc Cu nhá. Đó, đây. Các bác chỉ cần nhấn nguồn này lên này, đấy, đặt chế độ này rồi là mình sử dụng thôi. Đó, nó sẽ có các chế độ này. Đấy, nấu cơm này, các bác tùy chọn các chế độ nhá. Đó, rất là ngon lành luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới. Ăn nhau ở cái nồi nó phải dày này, nồi này dày thì nấu cơm mới ngon này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn, một cái con nồi nấu cơm như này. Giá chỉ có cho các bác là 480.000 thôi nhá. Đấy, 480.000. Các bác lên thì em là các bác lên mã cho em là nồi cơm xách tay nhá, nồi cơm xách tay. Đấy. Một con nồi cơm chất lượng như này. Đấy. Mà giá thì chỉ có 480k thôi các bác nhá. Đây. Cái phần này là cái phần đựng nước này, phần này đựng nước ở dưới đít này. Đấy, rất là ngon lành thành đào cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy. Lên mã cho em là nồi cơm xách tay. Hàng thì rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Đó, nguyên đai nguyên kiện trong hộp này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, rất tiện dụng luôn nhá. Lên cho em là nồi cơm xách tay, giá sẽ là 470.000 cho con nồi cơm xách tay như này. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái kéo bếp vàng nhá. Các bác lên mã giúp cho em là kéo bếp vàng. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý luôn. Đó, giá rất hợp lý cho các bác nhá. Đây. Các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá, hàng của thương hiệu Asaka Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn này. Hàng nội địa của Nhật, toàn bộ chữ Nhật hết nhá, toàn bộ chữ Nhật hết. Kéo của nó sẽ là thép SK50 gì nhá, thép SK50 gì này, Asaka Japan này. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và rất là ngon luôn nhá. Đấy. Đây, hàng siêu sắc bén luôn các bác này. Đấy. Đây, đấy. Giá thì chỉ bằng một cái kéo bình thường cho các bác nhá. Đó. Giá của nó thì các bác lên cho em là kéo vàng nhá, kéo vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Đấy. Lên cho em là kéo vàng. Giá của nó là 50k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn cho các bác là 35k cho một con kéo vàng như này thôi nhá. 35.000. Đấy, các lên cho em là kéo vàng, giá của nó sẽ là 35k nhá. 35k cho một chiếc kéo vàng như này. Đấy, bác nào mua từ 3 chiếc trở lên thì bên em sẽ tính cho bác cái giá là 100.000 ba cái nhá. Đấy. 100.000 cho ba cái như này nhá. Đấy. Tất cả cán kiếc của nó đều bằng thép hết nhá. Đấy, bác nào mua số lượng từ 3 cái trở lên thì giá sẽ là 100.000. Còn mua lẻ thì sẽ là 35k một chiếc. Lên mã giúp cho em là kéo vàng nhá, kéo vàng. Đấy. Mua lẻ thì sẽ là 35k một cái, còn mua từ 3 cái thì sẽ là bằng 100k nhá. 3 cái sẽ là 100.000, đơn giản vậy thôi. Đó, hàng thương hiệu Asaka Japan. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật, toàn bộ chữ Nhật hết, chất thép tiếp khỏi phải bàn luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái ổ sạc đa năng, hàng của iPhone 14 Pro Max nhá. Đấy, iPhone 14 Pro Max. Công suất của nó là 20W. Con này thì nó sẽ là một cái ổ sạc đa năng như này và rất là tiện dụng, về nhà các bác có thể cắm vào các cái
cắm các cái chân sạc qua đây đều ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng sạc nhanh của iPhone này, iPhone 14 Pro Max nhá. Giá thì chỉ có 80k cho một cái ổ sạc đa năng như này thôi. Đấy, lên cho em là ổ sạc đa năng nhá, ổ sạc đa năng. Thì đây nó sẽ có hai chân Type-C và hai chân USB nhá, hai chân USB đều là dòng sạc nhanh hết. Đấy, và cái dây này dài của nó thì chắc là vào khoảng gần 1 mét thì đấy. Nói chung là rất là ok và tiện dụng cho các bác sử dụng thôi. Về nhà là các bác dây dài khoảng 1 mét, đấy cả dây tất cả tổng thể thì khoảng 1 mét. Về nhà chân thì chân dẹt, chân phổ thông đây. Về nhà các bác chỉ cần việc là cắm cái này vào nguồn điện này, sau đó thì mình sử dụng thôi. Đó, sạc thì đây công suất của nó đây. iPhone 14 Pro Max này, 20W này, hai Type-C và hai USB này. Đấy, đều là sạc nhanh hết nhá, đều sạc nhanh hết. Rất là ok. Đây, 20W luôn. Tha hồ cho các bác sử dụng nhá. Lên cho em là ổ sạc đa năng nhá, ổ sạc đa năng. Giá của nó sẽ là 80.000 một cho con một con ổ sạc đa năng như này. Đây, hàng sạc nhanh luôn nhá, hàng sạc nhanh, cực kỳ chất lượng cho bác luôn, hàng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max nhá. iPhone 14 Pro Max. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con sạc nhanh như này, giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là ổ sạc nhanh nhá. Đấy, ổ sạc đa năng. Đấy. Lên cho em là ổ sạc đa năng, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. 80k cho một cái ổ sạc đa năng như này. Rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó. Ổ sạc đa năng, giá của nó sẽ là 80k. Đó, 80k cho một con ổ sạc đa năng như này nhá, 80k. Đó, lên cho em là ổ sạc đa năng nhá, ổ sạc đa năng, giá là 80.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái nồi lẩu nhá. Đấy, bếp từ xin lỗi các bác, bếp từ. Hàng thì nó sẽ là hàng của Thái Lan thôi nhá, hàng của Thái Lan đây. Made in Thailand đấy các bác này. Đấy. Hàng thì của Thái Lan. Con này thì đây là cái thông số của nó này, công suất của nó thì từ 2000 đến 2500W này, sử dụng điện 220V nhá. Đấy. Và kích thước của nó thì là 31 nhân với lại 145 nhân 390. Đó. Tức là chiều dài của nó là gần 40 cm. Đấy, chiều rộng là 31 cm. Và chiều cao của nó sẽ là 15 cm gì đấy. Đấy. Đây các bác này. Đấy, nó sẽ là một con nồi cực kỳ chất lượng như này, một con nồi cực kỳ chất lượng như này các bác này. Hàng thương hiệu Philips nhá. Đấy, một con bếp từ cực kỳ chất lượng như này, hàng thương hiệu Philips này, made in Thailand này. Chiều này là 39 này, chiều này là 31 đấy các bác nhá. Đó. Đây, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Tất cả bên trong của nó là bằng đồng hết này. Các bác trông rõ chưa? Đấy, 100% là quấn bằng đồng hết nhá. Dây quấn bằng đồng hết. Đây, bếp cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Và kính của nó sẽ là mặt kính cường lực như này, mặt kính cường lực như này. Ngoài ra thì các bác sẽ được tặng kèm thêm là một cái nồi như này nhá. Được tặng kèm thêm một cái nồi lẩu như này. Cái nồi này là nồi tặng kèm, cho nên là nhiều khi nó có dấu hiệu là bị bóp méo hay thế nào đấy thì các bác cũng hết sức thông cảm, tại vì hàng này nó sẽ là thuộc cái dòng là hàng nó là thuộc cái dòng là hàng khuyến mại, cho nên là nó cũng không được như là những cái hàng mua, cho nên là các bác cũng thông cảm thôi. Nhưng mà cũng rất là chất lượng. Đấy, cũng khá là dày dẫn và chắc chắn, khá là dày dẫn chắc chắn. Đây, các bác đặt bên này cho em. Đó. Về nhà các bác ăn lẩu, ăn niếc hoặc là chiên rán xào nấu đều ok hết. Đấy, mua một mà được tặng một luôn nhá. Mua một cái bếp từ như này, được tặng kèm cho các bác là một cái nồi như này, một cái nồi như này. Rất tiện dụng nha, nói chung là rất hợp lý luôn. Đây, mã giúp cho em là bếp từ Philips nhá, bếp từ Philips. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con bếp từ Philips như này. Giá của nó sẽ là 470.000 nhá, 470.000. Các bác lên cho em là bếp từ nhá. Đấy, lên cho em là bếp từ. Giá của nó sẽ là 470k và bao sim tận nhà cho bác luôn. 470.000 cho con bếp từ như này. Đấy. Công suất của nó sẽ là 2000-2500W, sử dụng điện 220V. Đấy, đây, toàn bộ sản phẩm của nó đây. Giá chỉ có 470.000 thôi. Hàng của thương hiệu Philips. Đây, Philips này, made in Thái Lan các này, made in Thái Lan này các nhá. Đó, made in Thái Lan. Rất là ngon lành, cành đào cho bác luôn. Sử dụng điện 220V. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bẫy chuột thông minh thôi nhá. Đây, bẫy chuột thông minh. Cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi và giá rất hợp lý cho bác luôn. Đây, các bác chỉ cần nhấc như này thôi là khi mà con chuột nó chạm vào đây là nó sẽ sập bẫy nhá. Đây, đấy, con chuột chạm nó sập bẫy các bác này. Đấy, rất đơn giản thôi. Khi các bác sử dụng thì nhấc đều hai tay này cho em này. Đấy, nhấc đều hai tay này cho em. Đấy, sau đó thì các bác giữ tay này lại, đặt mồi vào đây nhá. Sau đó thì bỏ ra này. Đấy. Đây. Đấy, và khi con chuột nó chạm vào đây, chạm đây là sập bẫy này các bác nhá. Lên trên là bẫy chuột thông minh nhá. Giá thì bên shop đang bán cho các bác giá là như sau. Đấy. Nếu các bác nào lấy một cái thì là sẽ bằng là 15k nhá, 15k. Còn lấy từ 3 cái trở lên thì sẽ là bằng 40k. 3 cái là bằng 40.000. Đó, thì các bác cứ thế các bác nhân lên thôi. Một cái là 15k nhá. Đấy.
một cái thì sẽ là 15k cho một chiếc bẫy chuột như này. Đấy, còn lấy từ 3 cái thì giá của nó sẽ là 40k cho 3 cái nhá. 40k cho 3 cái nhá, 40.000 cho 3 cái. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic không dây nhá. Đấy, có lên trên là mic không dây. Bên em có cả loại mic có dây nữa, con này thì nó sẽ là mic không dây. Đây. Đấy, con này thì rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần bật nguồn này lên cho em này, bật nguồn này lên. Đó là mình sử dụng thôi. Mình có thể là vừa kết nối vào Bluetooth để nghe nhạc, vừa hát karaoke nghêu ngao rất là ngon lành luôn mà nhá. Đấy, có điều chỉnh âm lượng này, rồi các kiểu con là điều luôn. Alo, alo, 1 2 3 4. Alo, 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 1 2 4. 1 2 3 4. Alo. Dạ vâng, kính thưa quý ông cụ bà, cô dì chú bác, các bạn trẻ nam nữ thanh niên, được sự đồng ý và nhất trí của hai bên gia đình, được sự đồng ý và nhất trí của đôi bạn trẻ trong ngày vui ngày hôm nay, ban tổ chức xin trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ xin phép được bắt đầu. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay. Đó, mic rất là ngon luôn. Alo, 1 2 4. Alo. Đó thì con này thì các bác có thể bật nhạc này, kết nối nhạc để hát karaoke hoặc là nghe nhạc, hoặc là nói chung là đa di năng luôn. Đó, một, nó sẽ có kèm với các bác một cái dây sạc nhá. Đấy, các bác không dùng nữa thì tắt cái nguồn đi cho em này. Đây là cái phím nguồn của nó này, phím nguồn đây. Đấy, các bác không dùng nữa thì các bác giữ lì. Alo. Các bác giữ lì cái này là cái phím nguồn nó sẽ tắt. Đấy, giữ mình lì là cái phím nguồn nó sẽ tắt nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là. Alo. Lên mã, các bác lên mã giúp cho em là. Đấy, các bác tắt đi nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là mic không dây nhá. Đấy, lên cho em là mic không dây. Các bác lên đúng tên cho em nhé, là mic không dây nhá. Mic không dây giá sẽ là 100 cành thôi. 100k cho một con mic không dây như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là cái cây sâm thịt nhá. Lên mã cho em là cây sâm thịt. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 35.000 cho một cây sâm thịt như này. Đấy, các bác mua thịt về sau đó thì các bác sâm nhá, sâm vào. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái loạt cái gai như này, cái kim như này. Đấy, để sâm, khi mình sâm vào thì nó sẽ ngấm vào cái thớ thịt để khi mình chiên hoặc mình rán thì mình ướp thì nó sẽ ngấm vào, nó rất là ngon. Đó. Lên cho em là cây sâm thịt, giá thì sẽ là 35k nhá. 35k cho một cây sâm thịt như này. 35k. Đó. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy, về nhà các bác cho gia vị vào sau đó thì mình cứ châm đều như này cho em. Đó, châm đều này. Đấy. Cứ châm đều này cho em là xong này. Khi mình chiên rán, mình xào nấu thì nó sẽ rất là hiệu quả luôn. Đấy. Đấy bác theo, rất là ngon lành nhá, cho gia vị vào. Nó ngấm vào. Đó. Giá 35k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái vòi vàng nhá. Đấy. Lên trên là vòi vàng, giá sẽ là 80.000 cho một cái bộ vòi vàng như này. Bộ này thì nó sẽ khá là nhiều chi tiết cho các bác nhé, khá nhiều chi tiết luôn. Đây, ở đây thì nó sẽ đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một vòi này, một cái vòi to như này, một vòi to như này, có thể đóng ngắt trên tay luôn. Đấy, và có điều chỉnh các cấp độ nước nhá. Đấy, nó có 10 chế độ nước luôn, 10 chế độ nước cho các bác điều chỉnh luôn. Và có cho các bác là tới 3-4 cái cút nối như này nhá. Đấy, có các cái cút nối như này, cút nối thì các bác chỉ cần nối vào dây, sau đó thì các bác sập cái này vào là xong rồi. Đó, rất là chắc chắn luôn. Con này các bác dùng thì bền vĩnh cửu luôn, to bằng cổ tay như này thì tha hồ dùng rồi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là vòi vàng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là, lên cho em là vòi vàng, giá của nó sẽ là 80k. Vòi vàng, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con vòi vàng như này. Đây. Về nhà các bác có thể tắm chó này, tưới hoa, tưới cây rồi rửa xe rất là ok luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đấy, vòi tưới cây. Con này thì hàng cao cấp cho anh em, hàng cao cấp cho anh em. Có đóng ngắt này, anh em này. Đó. Anh em có thể đóng ngắt trực tiếp ở trên tay này luôn. Đây, cái phần này nó sẽ là phần đóng ngắt anh em này. Đó, đóng ngắt ok cho anh em. Đó, phần đóng ngắt nhá. Ngoài ra thì anh em có thể điều chỉnh cái cấp độ ở đây này. Đấy. Các cái cấp độ nước cho anh em này. Đấy, đây nha anh em nhá. Đó. Các cấp độ nước cho anh em này. Đấy. Nó sẽ có cho anh em khoảng 10 cấp độ nước khác nhau anh em nhá. Đó. 10 cấp độ nước khác nhau. Đấy. Anh em xịt rửa vệ sinh này. Đấy, tưới cây, tưới cối này, rửa xe này. Đều ok hết nhá, rất nhiều cấp độ nước cho anh em luôn. Đó. Đấy, rất nhiều cấp độ nước nhá. Đấy, nói chung là con này dùng thì cực kỳ là sướng luôn anh em ạ. Anh em xịt rửa xe, tưới cây này. Đấy, tưới lan này rất ok luôn. Rồi, đóng ok. Đóng trên tay này cho anh em nhá. Đây. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lon chày nhá, bộ lon chày. Con này thì nó dòng này nó là loại to thôi nhá, loại to. Đấy, cái mẫu bé thì bên em không còn hàng. Đấy, mẫu này mẫu to thì nó sẽ đắt hơn một chút, nhưng mà dòng này nó to hơn thì các bác dùng nó cũng tiện ích hơn. Đó, tiện ích hơn các bạn. Đây. Mẫu này thì nó sẽ là mẫu to.
lên xem là bộ lon chày nhé, bộ lon chày hàng của Đức, bộ này thì nó sẽ là hàng của Đức, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Con này thì cái đường kính của nó sẽ vào khoảng là 12-13 cm. Đây, nó là loại to các bạn. Đấy, bộ lon chày loại to. Còn loại nhỏ thì bên em hết hàng rồi. Loại nhỏ thì nó sẽ bé hơn. Loại nhỏ đường kính nó khoảng 10 cm thôi. Loại này thì nó sẽ đường kính nó rộng hơn. Đó, đây một cái bộ lon chày như này. Hàng inox 304, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Cái này thì nó sẽ có nắp như này, có nắp đậy như này các bạn. Đấy, có nắp đậy như này. Đấy, và rất là tiện dụng luôn. Để em sẽ đo cái đường kính cho bác xem. Con này thì cái đường kính của nó là con bé thì đường kính là 10, con này đường kính 13 nhé, đường kính 13. Đó. Thì nó sẽ to hơn và cao hơn, to hơn cao hơn. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 nhá, 180.000 thì cái bộ lon chày như này. Hàng rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Ưu điểm của con này là nó sẽ là bằng inox sạch sẽ này, không bị vi khuẩn này. Đấy. Không bị bẩn này. Đấy và nó sẽ là có nắp nhựa như này, có nắp nhựa này khi các bác giã nó không bị văng. Đấy. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, đường kính của nó sẽ là 13 cm. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác một cái bộ lon chày như này, giá của nó sẽ là 180.000 nhá. Đấy. Có lên cho em là bộ lon chày to này. Đấy, bộ lon chày to. Lon chày to nhá, lon chày to. Giá của nó sẽ là 180k. Đấy, 180.000 cho cái bộ lon chày to này. Rồi ok. Hello, chào các bác nhá. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ, mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái nồi cơm điện mini nhá. Các bác lên cho là nồi cơm điện mini. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1,2 lít và giá thì nó sẽ là 290.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đây, con này dung tích của nó này, các cái thông số của nó đây các bác nhá. Đó. Nó sẽ là đây. Dung tích của nó sẽ là 1,2 lít này. Điện 220V này, công suất của nó là 200W nhá. Công suất của nó là 200W. Các bác lên cho em là nồi cơm mini. Đây, dây cắm của nó đây các bác nhá. Đấy. Dây cắm của nó này. Dây cắm của nó này. Đấy, dây cắm của nó này. Và nó sẽ là một cái dạng nồi như này các bác này, nồi như này. Cái nồi này của nó thì nó sẽ là cái nắp của nó sẽ là cái nắp lẫy như này các bác này, nắp lẫy như này. Đó. Đây cái đế của nó đây, cái mâm của nó đây này các bác này. Nồi này thì các bác nấu cơm hai ông bà ăn là vừa xinh các bác, rất là đẹp luôn. Đấy. Cái này thì độ dày của nó cũng vừa phải nhá. Đấy, không dày không mỏng, rất là ok. Đây. Mâm miếc của nó này, đấy, đế nồi của nó rất là ngon luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, các bác thấy không? Rất là ngon luôn. Rất đẹp các bác nhá, dày dẫn chắc chắn này. Đấy, dày dẫn chắc chắn luôn. Hàng mã tem mã vạch các thứ đàng hoàng. Quá trời tem luôn các bác nhá. Hàng công ty nó khác hẳn các bác này. Đó. Các bác nhá. Đấy, quá trời tem luôn. Đấy, tiết kiệm điện rồi mã tem mã vạch các thứ đàng hoàng rất là đẹp luôn. Mâm miếc dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Thì một con nồi cơm như này, giá của nó sẽ là 390.000. Các bác lên cho em là nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini, giá của nó sẽ là 390k nhá. Giá của nó sẽ là 290k nhá. Đấy, 290k. Và bao sim tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lên mã cho em là nồi cơm mini, giá của nó sẽ là 290.000. Đó, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Cái nắp này của nó thì nó sẽ là dạng nắp đai như này. Đấy. Bình thường các bác dùng thì các bác mở hai cho em hai cái lẫy này ra là mở vung ra này, mở vung ra. Đó, vung của nó vung xịn, giữ nhiệt rất là tốt luôn. Còn các bác đậy vào như này, sau đó thì các bác xoáy cái nắp này vào cho em xong này. Đó, lên cho em là nồi cơm mini nhá. Giá của nó sẽ là 290k cho một em nồi cơm mini như này. Khá tiện dụng luôn. Đó, dây dạ các thứ là ngoài đàng hoàng này. Đấy. Đây, ấn lẫy này. Đấy, cắm nó sẽ lên đèn nhá. Hàng của thương hiệu Chigo nhá, Chigo. Đó, hàng rất chất lượng cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ sản phẩm đó là cái sáu hũ gia vị nhá. Quay lên thì là bộ sáu hũ gia vị, giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 140.000 cho cái bộ sáu hũ gia vị như này. Đấy, thì nó sẽ có cho bác là sáu cái hũ gia vị như này nhá, và để trên một cái giá xoay nó rất là tiện. Các bác có thể dùng để mình sử dụng đựng muối mắm mì chính rồi gia vị đều ok hết nhá. Đấy, sáu cái hũ như này, sáu hũ bằng thủy tinh thôi nhá. Đấy, đều bằng thủy tinh hết, rất là đẹp luôn. Thì cái này các bác có thể dùng để mình đựng muối mắm mì chính rồi hạt nêm rồi các loại gia vị đều ok hết. Đấy, lên cho em là 6 hũ gia vị nhá. Đấy, các bác đặt vào đây cho em này. Con này thì nó có thể xoay tròn được nhá, có thể xoay tròn được. Đấy, các bác thấy không? Nó rất là tiện luôn. Đây, đặt này. Đấy, nó có thể xoay tròn được. Thì các bác để trên bàn bếp mình sử dụng đây. Đấy, đây con này, đấy nó có thể xoay tròn như này nhá. Đấy, xoay tròn như này.
Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, bộ 6 hũ gia vị như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái nắp như này. Và các bác có thể xoáy là ngăn rộng nhất này, ngăn rộng nhất này. Đấy, đến một ngăn nhỡ này và ngăn nhỏ nhá. Tùy theo để các bác có thể tra nấu rất là ok luôn nhá. Đó, giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Giá rất hợp lý nhá, lên cho em là bộ 6 hũ gia vị giá của nó sẽ là 140. Lên cho em là bộ 6 hũ gia vị nhá. Bộ 6 hũ gia vị này. 6 hũ gia vị giá là đang bán là 140k. Đợt này về cho bác giá thì còn là 120k thôi nhá. 120.000 cho cái bộ 6 hũ gia vị như này. Đấy, lên cho em là bộ 6 hũ gia vị. Giá sẽ là 120k. Đấy, 120.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Hàng này thì sẽ là hàng cao cấp và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Thép CRV nhá, thép CRV. Hàng cao cấp thép CRV cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy. Bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 đầu khẩu như này nhá, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Chất thép thì khỏi phải bàn rồi. Giá chỉ có 160.000 thôi. Sẽ bao gồm cho các bác là 10 đầu khẩu này. Đó, 10 đầu khẩu và một tay nối dài. Các bác có thể dùng trực tiếp cho em này. Đấy. Con này thì tay công này vừa xoáy nhanh vừa đảo chiều luôn. Bây giờ các bác mua một cái tay công xoáy nhanh như này thôi. Đấy, xếp thép CRV mạ chrome có này. Đấy. Bây giờ các bác mua một cái tay vớ vẩn như này thôi đã phải mất khoảng 100.000 rồi. Đấy, thêm vào đây mua cả bộ như này, cả tay núi dài luôn mà cũng chỉ mất là 160.000 thôi. 160.000. Hả? Hết rồi. Ừ. Chỉ có 160.000 thôi. Không, nhưng mà nó có mấy quận màu nâu rồi kìa, màu đen hết à? 160.000 thôi nhá. Xem quận kia còn không? Đấy. Chỉ có 160.000 thôi. Đấy. Thì đấy, các bác mua thì lên mã giúp cho em là bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Bộ khẩu 12 chi tiết. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160k. Đấy, 12 đầu chi tiết luôn. Tao thoải mái cho các bác lựa chọn sử dụng sửa chữa trong gia đình. Thép CRV. Đấy, con nhỏ nhất của nó sẽ là 8mm nhá. Đấy, từ khẩu từ 8 đến 24 nhá. Từ 8 đến 24 luôn. Hàng cực kỳ đẹp, dày dẫn chắc chắn. Đấy. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã cho em là bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Bộ khẩu 12 chi tiết. Khẩu 12 chi tiết này. Khẩu 12 nhá, giá của nó sẽ là, lên cho em là khẩu 12, giá của nó sẽ là 160k cho cái bộ khẩu 12 như này. Khẩu 12 160.000. Sản phẩm tiếp theo đó là các bác lên cho em là bộ thìa đũa nhá. Đấy, bộ thìa đũa rất là đẹp như này. Lên cho em là set thìa đũa nhá. Đó. Set thìa đũa này, đó, set thìa đũa. Giá thì sẽ là 80k cho một set thìa đũa như này. Giá chỉ có 80.000 thôi. 80.000 mà các bác nhận về bao gồm cho các bác là 6 thìa và 6 đôi đũa. Thìa ở đây thì cực kỳ chất lượng rồi và đũa ở đây thì cũng khỏi phải bàn luôn. Đó, đây. Thìa thì rất là dày nhá. Thìa rất đẹp, rất dày này. Đấy. Bằng inox 304 nhá, su 304 này. Đấy, đũa cũng bằng inox 304 hết luôn. Đây. Đấy, su 304 này. Hàng cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, những cái thìa đấy nó vừa rơi keng keng luôn nhá. Đây. Rất dày các bác này. Đấy. Rất dày, rất đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đấy, các bác theo ông đây. Đấy, tất cả đều bằng inox 304 nhá, su 304 này. Cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là set thìa đũa nhá, set thìa đũa. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là đi 80.000 cho một cái set thìa đũa như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 6 thìa và 6 đôi đũa luôn. Đấy. 6 thìa, 6 đôi đũa. Các bác mua ví dụ như là nhà các bác đông người thì mua cho em 2 set này là ok nhá. Đó. Thìa thì mình cất đi mình dùng dần, còn đũa cũng thế. Rất hợp lý cho các bác luôn, set thìa đũa. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá, dây câu bình. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Dây câu bình nhá, giá sẽ là 190.000. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, tất cả đều là bằng đồng hết nhá. Dây rồi các cái phần kết nối đều bằng đồng hết các bác này. Đó, dây các phần kết nối đều bằng đồng hết nhá. Cực kỳ là ngon luôn. Dây thì nó sẽ dài khoảng 30 mét nhá. Để dùng các bác dùng để mình kẹp bình áp quy này. Đấy, kẹp bình áp quy. Thì các bác lên theo là dây câu bình nhá. Dây câu bình. Cái này thì các bác dùng để mình sử dụng dây câu bình nhá. Đấy, lên theo là dây câu bình. Giá sẽ là 190k cho cái dây câu bình như này nhá. 190.000. Đó, dây câu bình. Cái này thì chiều dài của nó khoảng là 2,5 m đến 3 m.
các bác dùng để câu từ cái xe nọ sang từ cái bình ắp quy nọ sang bình ắp quy kia. Đấy, các bác nào mà nhà có ô tô là bắt buộc phải dùng cái dây câu bình này cho em, để đề phòng khi mà xe mình dọc đường nó có vấn đề gì trục trặc thì các bác có thể lấy ra và nhờ từ cái ô tô nọ câu sang ô tô kia, nó rất là tiện không nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là dây câu bình nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190k. Đấy, 190k cho một cái dây câu bình như này. Lên mã treo là dây câu bình. Dây thì khá là to và rất là tiện dụng luôn. Đấy, rất hợp lý cho các bác nhá. Công suất của nó thì sẽ là 2000mA nhá, 2000mA, rất là khủng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái lô túi da bò nhá, túi da bò. Thì bên shop về lô này nó sẽ có cho các bác là màu xám này, màu xám màu đen. Bóc ra một hộp đây các bác nhá. Đấy, nó sẽ có là màu nâu, màu xám và màu đen. Đây là màu nâu này, màu xám này, và đây nó sẽ là màu đen. Đấy, có 3 màu như này để các bác lựa chọn nhá, màu nâu, màu xám và màu đen, 3 màu như này. Túi này thì các bác dùng để đeo hông nó rất là đẹp luôn. Đấy, còn túi đeo hông rất chất lượng như này các bác này. Đấy, hàng 100% là da bò tự nhiên hết nhá. Đây các bác này, đấy, da bò tự nhiên này các bác này. Đấy, da bò tự nhiên rất là đẹp luôn nhá, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây em test trực tiếp cho bác xem này. Đây, lấy cái khóa này cào này, đây nhá, cào rất là mạnh tay luôn các bác này. Đấy, mà nó chỉ có gọi là không có vấn đề gì luôn. Đấy, chỉ có lì đi thôi các bác nhá, chỉ có lì đi thôi. Con này thì các bác dùng để đeo hông nhá, rất là nhiều ngăn túi luôn, rất nhiều ngăn túi luôn nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là túi hông nhá. Con túi hông này thì giá của nó sẽ là 130.000 con túi hông như này. Và con này thì sẽ có 3 màu, màu nâu, màu xám và màu đen. Màu nâu, màu xám, màu đen. Thì đây, màu nâu này, đấy, màu xám này và màu đen nhá. Đấy, có 3 màu này cho các bác lựa chọn này. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cái túi vuông như này nhá. Con này thì bên em gọi nó là túi vuông nhá. Túi vuông này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, hai màu, màu xám và màu xám và màu xanh nhá, màu xám và màu xanh. Đó. Quai đeo điếc đàng hoàng này, rất là đẹp luôn con này. Đấy. Quai đeo của nó cũng trần da hết nhá. Con này thì nó sẽ là hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò cho các bác rồi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý luôn. Bỏ tranh cái rổ vuông luôn. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn nhá. Lên mã giúp cho em là túi các bác lên mã giúp cho em là túi vuông nhá, túi vuông. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. 180.000 cho một cái bộ túi vuông như này. Đấy, 180.000 các bác nhá. Đấy. Còn nếu các bác nào lấy cả túi hông, cả túi vuông luôn thì giá sẽ là 300. Đấy, bớt được 10.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Rất là đẹp này, một ngăn này. Đấy, hai ngăn này, ba ngăn này. Đấy. Bên trong thì sẽ có hai ngăn phụ nhá. Trong thì sẽ có hai ngăn phụ. Đấy, và có một ngăn đằng sau như này nữa này. Hàng cực kỳ đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Đó. Khóa 100% là khóa bằng đồng hết nhá. Khóa bằng đồng hết. Đấy, 100% khóa bằng đồng. Và chất lượng là 100% là da bò nhá. 100% là da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên. Bảo hành cho các bác sử dụng luôn. Cho nên là các bác yên tâm. Đó, da bò tự nhiên. Bảo hành cho các bác sử dụng thoải mái luôn các nhá. Đấy, giá thì rất hợp lý nhá. Con này thì các bác lên cho em là túi vuông nhá, túi vuông. Giá của nó sẽ là 180.000. Đó. Đây. Các bác lên cho em là túi vuông này. Đó, lên cho em là túi vuông nhá. Túi vuông giá sẽ là 180k. Còn túi hông thì sẽ là 130k nhá. Còn các bác lấy combo thì giá sẽ là 300k nhá. Đấy, lấy hai cái như này thì sẽ là 300k và bao ship nhá. 300k bao ship. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái rổ vuông nhá. Đấy. Các bác lên cho em là rổ vuông thì một con rổ như này bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá. Đấy, tức là có 3 đôi. Đấy, cái rổ vuông này sẽ có 3 đôi nhá. Đấy. Con rộng nhất này thì nó sẽ là 35cm. Bao gồm cho các bác là một rổ và một chậu này, một rổ một chậu như này. Đấy. Tiếp theo là con vừa vừa thì con này nó vào khoảng là 30cm. Đấy, con này thì khoảng 30cm nhá, khoảng 30cm. Đó, và đến một con nữa thì con này nó đường khoảng là 23cm. Đấy, một loại 28, loại 23. Đây, con này. Đấy, nó sẽ là combo cho các bác như này. Nhựa thì nó sẽ nhựa của nó thì sẽ là nhựa Việt Nhật cao cấp nhá. Đấy, Việt Nhật cao cấp như này, hàng made in Japan nhá. Đó. Made in Japan này, hàng nhựa của Việt Nhật cao cấp này. Đấy, liên danh Việt Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k. Các bác lên cho em là rổ vuông nhá, rổ vuông. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái bộ rổ vuông như này, hàng cực kỳ tuyệt vời. Và giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Đó. Đưa cho anh kia ấy, kia xịt hơi.
Sản phẩm tiếp theo đó là Nivea Soap tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm. Cái này bao nhiêu nhỉ? Cái đầu xịt hơi nhá, các bác lên cho em là xịt hơi. Giá thì sẽ là 80k nhá. Đấy, lên cho em là xịt hơi. Giá của nó sẽ là 80.000 cho một cái xịt hơi như này các bác này. 80.000 các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ ra hơi này, bóp này sẽ ra hơi. Và ở đây thì nó sẽ là một cái đầu gioăng kết nối này, đầu điếc của nó van xả điếc đều bằng đồng hết nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k. Đấy, lên mã giúp cho em là xịt hơi nhá. Xịt hơi. Giá của nó sẽ là 80.000 cho một con xịt hơi như này để cho các bác sử dụng này. Giá thì khá là hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là xịt hơi. Giá sẽ là 80k các bác nhá. Hàng thì hàng nội địa của Nhật các bác này, hàng thương hiệu Kabushi Japan nhá. Kabushi Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp cho bác luôn, toàn bộ chữ Nhật hết. Kết nối cái niếc cực kỳ là ngon, xịt rất là sành điệu cho các bác luôn. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô kéo tỉa nhá. Kéo tỉa thì bên em đang có hai mẫu. Đấy, một mẫu là đều là hàng nội địa của Nhật hết các bác nhá. Một mẫu là 24 cm và một mẫu là 20 cm nhá. Thì các bác lên cho em là kéo tỉa 24 và kéo tỉa 20 nhá. Giá thì con kéo tỉa 24 này nó sẽ là 60.000 và con kéo tỉa 20 này thì sẽ là 45k nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 45.000 cho một con kéo tỉa 45.000 cho một con kéo tỉa 20 như này. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng 20 cm. Và con này thì chiều dài của nó khoảng 24 cm. Hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các nhá. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ và cao cấp. Cắt thì cực kỳ là ngon luôn các bác này. Cắt rất là ngon luôn các bác thấy không? Con này các bác dùng để tỉa cây tỉa cành thì khá là ok luôn nhá. Đấy. Hai con này các bác dùng để tỉa cây tỉa cành tỉa dăm thì rất là tuyệt vời luôn. Đó. Con 24 này thì cán của nó sẽ là bằng thép nhá. Còn con 20 này thì cán của nó sẽ là bằng nhựa. Đó. Thì các bác lên cho em là kéo tỉa 24, giá của nó sẽ là 60k. Đấy. Kéo tỉa 24 này, đó. Kéo tỉa 24. Giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k. Thì đây, nó sẽ là con kéo tỉa 24 đây các bác nhá. Đấy, con này là dài 24 cm. Đấy, con kéo tỉa này thì nó sẽ dài 20 cm. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây. Toàn bộ chữ Nhật hết này. Đó. Lên cho em là kéo tỉa 20. Kéo tỉa 20. Giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho một con kéo tỉa 20 như này. Đấy, 45.000 cho một con kéo tỉa 20 như này nhá. Giá chỉ có 45k thôi. Giá quá tốt cho bác luôn. Các bác dùng để cắt tỉa cành, tỉa cây thì rất là ngon, lò xo đẩy cực kỳ đã nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cành cam nhá. Có lên cho em là kéo cành cam. Thì đây nó sẽ là một con kéo như này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, hàng của Nhật này. Đấy, toàn bộ là tem mác đều là chữ Nhật hết nhá. Hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng cực kỳ đẹp luôn. Được tặng kèm thêm một cái lò xo như này nhá. Hàng của Nhật Japan có nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, Japan này các bác này. Đó, Japan. Hàng của Nhật nhá. Đây rồi, anh quay rồi. Giá thì giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 75.000 nhá. 75.000 cho một con kéo cắt cành cam này nhá. Các bác lên cho em là kéo cành cam. Con này thì cán nó màu cam như này. Lên cho em là kéo cành cam nhá. Con này chuyên dùng để cắt cành, cắt cây cực kỳ là ngon luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đấy. Cắt tỉa cành, tỉa cây cực kỳ là ngon luôn các bác. Đấy, cắt rất là ngon luôn nhá. Đó, các bác thấy không? Đây. Cắt rất là ngon luôn. Đó. Chuyên để cắt cành. Có tặng kèm các bác thêm một cái lò xo như này nhá, thêm một cái lò xo như này nữa. Lên cho em là kéo cành cam nhá, kéo cành cam. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 75.000. 75.000 cho một con kéo cành cam như này. Đấy, giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Các bác lên cho em là kéo cành cam nhé. Được tặng kèm thêm một cái lò xo như này. Đó, kéo cành cam. Giá của nó sẽ là 75k. Đó. Lên mã giúp cho em là kéo cành cam nhé. Đó. Kéo cành cam này. Kéo cành cam. Giá của nó sẽ là 75k nhé. 75k cho một kéo cành cam như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lót ghế nhá. Có nhìn cho em là đệm ghế này, đệm ghế như này. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 80k cho một cái đệm silicone như này. Đây là một cái dòng silicone mềm và nó được thiết kế theo kiểu than tổ ong, hai lớp cực kỳ là êm, thoáng khí và rất là mềm mượt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k. Đấy, và bên ngoài của nó thì nó sẽ là một cái lớp bên cái mặt bác ngồi này là vải 3D nhá, vải 3D thoáng khí. Còn bên này thì nó sẽ là một cái lớp cao su non để chống trơn trượt nhá. Đó, thiết kế cực kỳ là
không khác nhau đấy, thiết kế cực kỳ là ngon và đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá, lên cho em là đệm ghế nhá, lên cho em là đệm ghế này, đệm ghế giá sẽ là 80k đó, 80k cho con đệm ghế như này. Em sẽ có cái video cho các bác xem luôn. Đây con này quá phân tán mật tốt quá trời, ngồi lên trứng sống không vỡ luôn mà. Đệm này là mình lót ghế ngồi gần cả năm rồi đó, thậm chí mình còn hốt thêm để cho ba mẹ mình dùng nữa. Vì trong các loại đệm ngồi thì mình thấy loại này khá rẻ mà vẫn rất là thông thoáng, dễ vệ sinh. Chất liệu là silicon nên độ đàn hồi và phân tán mật của nó cũng khá tốt. Lấy tay nhấn đè cái trứng này xuống mà cái trứng còn nguyên, ngồi hẳn lên cái trứng luôn mà không bể luôn mà. Ngồi không bể thì đập cho bể để còn ăn trưa nữa chứ. Đệm này sẽ rất phù hợp để lót lên mấy cái bộ ghế gỗ hay là ghế cây có cái bề mặt phẳng. Còn những cái ghế mà đã có đệm sẵn rồi như là ghế văn phòng thì nó sẽ hỗ trợ em hơn chút xíu. Như ba mẹ mình hay ngồi làm việc là dùng cái đệm này ngồi nhiều lắm, mà ngồi dưới đất thì đừng có nhảy cái oạch giống vậy nha. Đầu á, đệm lần này mình hốt thử ở trên TikTok shop thì nó vẫn rất êm như cái đệm trước nay mình ngồi. Đệm trước thì trong nó mềm dẻo hơn, còn đệm này trong nó sẽ dày và cứng cáp hơn. Bạn nào hay ngồi lâu nhất là mấy cái ghế phẳng phẳng như vậy thì có thể tham khảo cái đệm này ở bên giỏ hàng gốc Thái Lý mình nha. Đó, ngồi rất là ngon luôn nhá. Giá của nó sẽ là 80k, lên cho em là đệm ghế nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái này gọi là ly nhiệt à? Hả? Các bác lên cho em là ly giữ nhiệt nhá, ly giữ nhiệt. Đấy, đây nó sẽ là một con ly bằng inox 304 như này. Đấy, hàng của Mỹ các bác này, American các bác nhá. Đấy, American, hàng của Mỹ. Có kèm thêm cho các bác là một cái ống mút rất là xịn sò như này. Ống mút bằng inox cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đấy, kèm thêm ống mút inox cực kỳ xịn sò luôn. Các bác có thể cho vào đây mút này. Ngoài ra thì con này nó sẽ là đa di năng luôn. Đấy, nắp đậy này, nắp đậy các bác có thể mang đi học đi làm. Dung tích của nó sẽ là 600ml. Ưu điểm của con này ấy, khi mà các bác không muốn sử dụng làm cái bình nhiệt thì các bác rút ra như này, làm cho em thành một cái cốc luôn. Đấy, thành một cái cốc uống nước này. Rất là đẹp và xịn sò luôn nhá. Đấy, một cái ly uống nước như này. Đấy, một cái ly uống nước như này, cực kỳ sạch đẹp và xịn sò luôn. Giá thì khá là hợp lý cho các bác nhá. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Đó, đây, rất đẹp, dung tích của nó sẽ là 600ml các bác nhá. 600ml hàng của Mỹ này. Đấy, 600ml hàng của Mỹ, chuyên sử dụng trong các quán bar, nhà hàng các bác này, American các bác nhá. Đó. Giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn, inox 2 lớp sáng bóng đẹp nhá. Đấy, các bác dùng con này làm cốc uống bia thì thôi rồi luôn, sạch đẹp sáng bóng rất tuyệt vời luôn nhá. Inox 2 lớp, hút chân không ở giữa nhá. Dung tích của nó sẽ là 600ml nhá, rất là to luôn. Rót một cốc bia vào đây là thoải mái luôn. Đấy. Các bác lên cho em là ly nhiệt nhá. Đấy, ly nhiệt này. Giá của nó sẽ là 70k một chiếc. Và các bác nào lấy từ 3 cái là sẽ bằng 200k nhá, 200k và bao ship luôn. Đó. Lên cho em là ly nhiệt nhá, ly nhiệt hoặc là cốc nhiệt. Đấy, ly hoặc là cốc nhiệt cũng được. Giá của nó sẽ là 70k trên một chiếc như này thôi. Đấy, 70k trong chiếc như này. Hàng rất đẹp, rất tuyệt vời luôn. Và giá thì cực kỳ là tốt cho các bác luôn đây. Đấy, bằng inox sáng bóng nhá. Đấy, độ hoàn thiện, độ chi tiết của nó rất là đẹp luôn. Giữ nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp này. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 70.000 cho một cái ly nhiệt như này nhá. Lên theo là ly nhiệt, giá của nó sẽ là 70k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái cặp sách của học sinh nhá. Cặp sách của học sinh như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là cặp sách nhá. Cặp sách con này thì nó có cơ chế là chống gù. Và cặp của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là cặp mở như này các bác nhá. Cặp mở như này, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, nó sẽ là cặp hình hộp như này. Con này thì sẽ là cặp thiết kế chống gù lưng nhá. Đấy, chống gù lưng. Cho nên là các bác yên tâm, đeo vào thì cực kỳ là êm luôn. Đấy, quai đeo quai điếc của nó rất là ngon. Và có thiết kế đệm êm chống gù lưng. Đấy, cặp thì khá là nhiều ngăn luôn. Đấy, có ngăn phụ này, ngăn phụ bên hông này. Đấy, rồi ngăn bỏ đồ này, rất là nhiều ngăn nhá. Đấy, có các ngăn nhỏ này nữa này. Kích thước của nó thì cấp 1, cấp 2 đều dùng được hết nhá. Cấp 1, cấp 2 đều dùng được hết. Hàng rất là vừa vặn, xinh xắn nhá. Và khá là rộng rãi luôn. Đấy, và ưu điểm của nó là chống gù lưng nhá. Đấy, các bác lên cho em là, các bác lên cho em là cặp sách Nhật nhá. Chống gù lưng. Đấy, cặp sách Nhật này. Cặp sách Nhật, chống gù lưng nhá. Đấy, chống gù lưng bao nhiêu nhỉ? 130. Giá của nó chỉ có 130k thôi nhá. Đấy, cặp sách Nhật chống gù lưng, giá chỉ có 130.000. Các bác có thể mua để cho biếu tặng, làm quà cho con em nhà mình nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Giá rất hợp lý nhá. Đấy, giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là cặp sách Nhật chống gù lưng, giá của nó chỉ có 130k thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái tinh dầu xả nha các bác nhá. Lên cho em là tinh dầu xả đây. Đấy, hàng về số lượng và giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy. Đấy. Các bác lên cho em là tinh dầu xả nhá. Con này thì các bác dùng để xịt phòng này. Lọ này của nó là 100ml nhá, chuyên dùng để xịt phòng này. Đấy, các bác xịt phòng, xịt vào quần áo này hoặc là đồ
đồ đoàn bị nấm mốc các bác xịt vào cho em. Đấy, xịt phòng, xịt đồ đoàn rất là thơm luôn nhá. Mùi thơm thì dịu nhẹ dễ chịu nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Nó sẽ là 15k cho một lọ như này thôi, 15.000 cho một lọ như này. Bác nào lấy từ 3 lọ thì bên em tính cho bác cái giá là 40k nhá. 40k là bằng 3 lọ nhá. Còn một lọ thì sẽ là 15.000 cho một lọ như này. Lên mã giúp cho em đó là tinh dầu xả nhá, tinh dầu xả. Giá sẽ là 15.000 cho một lọ như này và 40.000 cho 3 lọ như này nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác. Cầm cho anh cái chai xịt mũi đây. Cái sản phẩm đó là cái cầm cho anh cái xịt chuột. À xịt mũi. Đấy thì cái hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái lọ xịt xịt đuổi chuột vĩnh viễn nhá. Đấy, con này thì xịt đuổi chuột vĩnh viễn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 35k. Đó, 35k cho một lọ xịt đuổi chuột vĩnh viễn như này. Đó, 35.000. Tắt cái nhạc trong đi. Đấy. Lên cho em là xịt đuổi chuột vĩnh viễn này. Đó, xịt đuổi chuột vĩnh viễn. Xịt đuổi chuột vĩnh viễn nhá. Đó, xịt đuổi chuột vĩnh viễn luôn. Giá của nó sẽ là 35k nhá. 35k cho một lọ như này. Đây. Hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan con này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Địa chỉ đàng hoàng, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng nhá. Hàng made in Japan luôn. Đó, xịt đuổi chuột vĩnh viễn luôn. Bên Nhật thì nó chuyên dùng cho các cái thành phố lớn đây. Đấy. Có kèm cho các bác là một cái nắp xịt như này, một cái nắp xịt như này. Về nhà các bác chỉ việc là xoáy nắp ra là các bác xịt thôi. Lên cho em là xịt đuổi chuột vĩnh viễn, giá sẽ là 35.000. Ngoài ra thì bên shop cũng có cái hàng nội địa của Nhật đó là hàng chai xịt muỗi nhá. Các bác lên cho em là chai xịt muỗi này. Đấy, con này thì muỗi kiến dán đều diệt được nhưng mà trọng tâm của nó vẫn là muỗi đây. Trọng tâm của nó là muỗi này. Đấy, lên cho em là chai xịt muỗi nhá. Chai xịt muỗi, giá sẽ là 40k. Đó, chai xịt muỗi này. Giá của nó sẽ là 40k cho một chai xịt muỗi như này nhá. 40.000 cho một chai xịt muỗi như này. Lên cho em là chai xịt muỗi, giá của nó sẽ là 40k. Đó, 40k cho một chai xịt muỗi như này. Hàng thì cực kỳ chất lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. 40.000 cho một chai xịt mũi như này thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm 2T nhá. Bơm 2T, hàng nội địa của Nhật. Con này bơm thì cực kỳ và khỏe và đẫy hơi cho bác luôn. Đấy. Bơm thì rất khỏe và đẫy hơi nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho là bơm 2T nhá. Hàng của thương hiệu Santalay này. Đấy, Santalay made in Japan cho bác luôn. Đó, thương hiệu Santalay made in Japan. Đấy, đây. Japan qua này. Đó, giá thì một con bơm 2T như này, giá sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một con bơm 2T như này. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Hàng rất đẹp, rất chất lượng này. Khung xương chắc chắn này. Đấy. Khung xương dày dẫn chắc chắn nhá. Khung xương dày dẫn chắc chắn. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Sơn tĩnh điện dày rất chắc chắn. Bơm được 10 cân nhá. Con này các bác có đồng hồ báo luôn, đồng hồ báo chính xác luôn. Và cái đầu vòi này của nó thì rất là nhiều các cái đầu vòi bơm nhá. Các bác có thể bơm phao, bơm bóng, bơm hơi đều được hết nhá. Bơm xe đạp, xe máy, ô tô đều ok. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con bơm 2T như này. Giá của nó sẽ là 240.000. 240.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy, các bác lên cho em là bơm 2T nhá. Bơm 2T. Bơm 2T, giá của nó sẽ là 240k và bao ship nhá. 240.000 và bao ship cho con bơm 2T như này. Đó, rồi ok.